Mục thần ký tập 61, Tổ sư tổng kiểm tra, tập 62, vô địch ngũ diệu, tập 63, bút pháp của thần, tập 64, sư huynh tiểu độc vương chúc các bạn xem video vui vẻ, cả thái học viện yên lặng như tờ, không nghe được bất kỳ âm thanh gì, hiển nhiên là duyên phong đế đang biểu lộ cảm xúc, muốn nhân cơ hội này chấn nhấp quần thần một chút, cũng muốn ngưng tụ tư tưởng của quần thần để quần thần làm thành một thể, sau một lát, duyên phong đế nở nụ cười, lại ngồi xuống, chậm có chút thất thố, quốc tử giám đưa danh sách lên đây lăng vân đạo nhân vội vã nâng danh sách tiến lên duyên phong đế nhấc bút son lên viết mấy chữ vào sau tên tần mục nói từ nay về sau hắn chính là môn sinh của thiên tử dứt lời khép danh sách trả lại cho lăng vân đạo nhân duyên phong đế nhìn về phía thiếu niên tổ sư nói đại tế ti chọn lựa sĩ tử vốn là chức trách của người, chẫm vượt quá chức phận thành người lựa chọn ý của người thế nào thiếu niên tổ sư cười nói bệ hạ thánh minh có hùng tài vĩ lược là phúc phận của đại khư Xuyên phong đế cười ha ha, liên tục lắc đầu, nịnh nọt, lại nịnh nọt ta. Được rồi, để sĩ tử tiếp tục tỉ thí đi thôi. Quốc tử giám của Thái học viện tuân lệnh, để rất nhiều sĩ tử tiếp tục tỉ thí. Sĩ tử tiểu học còn có mấy người chưa thi xong, cũng thi chung ở trước Thái học điện, vẫn là do Lăng Vân Đạo Nhân làm chủ khảo. Dù Lăng Vân Đạo Nhân muốn nhường cho những con cháu của quý nhân quan to kia, cũng không thể làm gì. Dù sao, ở đây đều là cường giả ánh mắt sáng như tuyết, nếu hắn động tay chân một chút thì đều sẽ bị nhìn thấu. Cuộc kiểm tra này mãi đến tận buổi chiều mới miễn cưỡng kết thúc, có người vui, có người sầu, đặc biệt là sĩ tử đại học, cạnh tranh càng là tàn khốc nghiêm khắc, tiến vào thái học viện có thể nói là trăm người chọn một, mà bên trong sĩ tử tiểu học chỉ còn dư lại năm cái tiêu chuẩn, dù sao thì những sĩ tử xuất thân danh môn vẫn có sở học uyên bác hơn, vượt qua đệ tử con nhà nghèo, trong năm sĩ tử này, chỉ có tư vân hương thành công thông qua kiểm tra, trở thành sĩ tử thái học của thái học viện, mà bốn người khác đều là xuất từ danh môn vọng tộc cũng không phải là sĩ tử hàn môn không nỗ lực mà là tài nguyên có hạn võ học pháp thuật và kiếm thuật mà tiểu học đại học truyền thụ đều là như nhau cho dù luyện được tinh thông đi nữa cũng không cách nào đột phá hàng rào này mà danh môn vọng tộc thì ngoại trừ tu luyện sở học của tiểu học đại học còn có gia truyền của từng người tuyệt học tổ truyền và tông phái truyền lại trong nhà còn có cao nhân chỉ điểm bởi vậy tỷ lệ sĩ tử hàn môn không cao tần mục nhìn trong mắt thầm nghĩ cứ thế mãi chỉ sợ cao tầng của Duyên Khang quốc cuối cùng rồi sẽ bị thế lực của danh môn vọng tộc và tông phái nắm giữ, đệ tử hàn môn mãi mãi cũng không có ngày nổi danh, không thể có vị trí cao trong triều đình, cứ thế mãi thì quốc gia nhất định không lâu dài, Duyên Phong đế có tâm cải cách, không biết có thể thay đổi tình huống như thế hay không. Tình huống như thế, người thống trị vĩnh viễn là người thống trị, khoảng cách giai tầng càng kiên cố, mà bên trong giai cấp thống trị tất nhiên sẽ xuất hiện một số thế lực lớn mạnh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nắm giữ nhiều tài nguyên cuối cùng sẽ trở thành u ác tính của đế quốc đến khi sĩ tử hàn môn khởi nghĩa u ác tính nhân cơ hội gây sóng gió đế quốc sẽ sụp đổ trong sớm chiều sau khi kiểm tra kết thúc quốc tử dám sắp xếp nơi ở hệ đã trở thành sĩ tử thái học ở thái học viện đều có nơi ở riêng của chính mình nơi này gọi là sĩ tử cư là nơi ở của sĩ tử mỗi một vị sĩ tử đều có một sân nhỏ hai vào hai ra bình thường sĩ tử thái học đều sinh hoạt ở chỗ của chính mình bên trong nơi ở không thiếu gì cả còn có tôi tớ hỗ trợ quản lý việc nhà nấu cơm giặt rũ có thể để cho đám sĩ tử không phải phiền lòng những việc vặt trong sinh hoạt nếu là người có thân phận trong nhà còn có thể mang người làm hoặc là hầu gái của chính mình tới đây tần mục không có gì cả tuy nhiên không có những việc vặt này không biết có thể mang hồ linh nhi tới đây không đợi khi chuyện bên này sắp xếp xong xuôi sau khi gặp tổ sư liền đưa nàng đến đây tần mục nhìn chung quanh từ vị trí của thái học viện thì ngọn núi ngọc này còn muốn lớn hơn nhiều so với hắn khi nhìn thấy trong núi có núi trong động có động ngoài thuần dương điện thanh dương điện và thái học điện còn có hơn mười mấy loại cung điện còn có thiên lục lâu thiên lục lâu là nơi cất giữ kinh thư có bố trí thư ký theo dõi hai chữ thư ký tên như ý nghĩa là trông giữ kinh thư bí mật những kinh thư được cất giữ trong thiên lục lâu này chính là điển tịch của tông phái khắp thiên hạ trong đế quốc cất bên trong lầu do thư ký giám sát trông giữ tần mục dừng bước lại quan sát chỉ thấy bên trong thiên lục lâu người đến người đi rộn rộn ràng ràng đa số là sĩ tử thái học cũng có con cháu hoàng thất thiếu giáo chủ một đường đi đến nơi này cảm giác ra sao một tiếng nói già nua từ sau lưng hán chuyển đến tần mục xoay lại khom người chào nói tổ sư người tới chính là thiếu niên tổ sư tuy là dáng dấp thiếu niên nhưng âm thanh lại rất già nua người nói không cần đa lễ tần mục lấy lại bình tĩnh nói một đường tới đây nhìn thấy tình trạng của duyên khang quốc cho ta sung kích rất lớn trong lòng rất không bình tĩnh thiếu niên tổ sư bị khơi lên hứng thú cất bước tiến tới há nói nghe một chút tần mục đuổi theo bước chân của ông vừa đi vừa nói chuyện ta một đường vừa đi vừa xem chỉ thấy trên dưới duyên khang quốc có dấu hiệu hưng thịnh đạo pháp thần thông nhu cầu hàng ngày của bách tính đều biến chuyển từng ngày khô hạn thì cho mưa xuống lũ lụt thì xua tan mây gần như thần tích không chung có phi thuyền trên đất có thuyền đi đường thuật luyện đan cũng được vận dụng vào nhu cầu hàng ngày của bách tính tạo hóa thần kỳ tuy duyên khang quốc có loạn lạc thế nhưng loạn lạc sẽ không quá lâu sau đó là cực kỳ cường thịnh thiếu niên tổ sư mang hắn đi tới một hồ nước trên núi đứng bên bờ hồ bên hồ liễu ngọc xanh um hiếu kỳ nói ngươi cảm thấy tông phái và quốc gia cái nào có tương lai hơn nghe ý của ngươi ngươi nhận định tông phái không cách nào chống lại được quốc gia tần mục gật đầu nói tiểu học đại học và thái học đã xác định duyên khang quốc chính là môn phái lớn nhất trên đời này những môn phái khác đều là tiểu học đại học của môn phái này cung cấp sĩ tử cho duyên khang quốc mà thôi những tông phái này làm sao tranh đấu cùng duyên khang quốc thiếu niên tổ sư ngồi xuống bên bờ có hai bộ cần câu hắn cho tần mục một nhánh chính mình một nhánh quăng mồi câu vào trong nước cười nói nhưng mà ngày nay thiên hạ đại loạn rất nhiều môn phái nhân cơ hội tạo phản lửa cháy khắp đồng cò hơn nữa quốc sư duyên khang lại bị thương nặng ta thấy duyên khang quốc tràn ngập nguy cơ lúc nào cũng có thể diệt quốc tần mục cũng tung dây câu mồi câu xuống nước thấy buồn cười nói tổ sư ông gạt ta đúng không quốc sư duyên khang đơn giản là vừa tha để bắt thật muốn nhân cơ hội một lưới bắt hết thế lực phản đối trong thiên hạ mà thôi điểm này không gạt được ta tự nhiên cũng không gạt được tổ sư sắc mặt thiếu niên tổ sư bình tĩnh nhìn mặt hồ sau một chốc nói không chỉ là vờ tha để bắt thật ngươi còn thiếu cái khổ nhục kế quả thực là quốc sư duyên khang bị thương nặng thương thế của hán rất nặng bằng không cũng không lừa gạt được các môn các phái trong thiên hạ tần mục sợ hết hồn thất thanh nói quốc sư duyên khang xuống tay với chính mình thiếu niên tổ sư lắc đầu ra tay là một người khác có người nói là do bà lão quái vật cùng thời với ta đồng loạt ra tay đánh hắn trọng thương sau khi hắn về kinh thành ta đã thấy hắn quả thực thương thế rất nặng tần mục ngơ ngác hắn vẫn cho là quốc sư duyên khang dùng thủ đoạn dụ cầm cố túng dụ dỗ thế lực phản đối ra tay không nghĩ tới quốc sư duyên khang thật sự bị thương hắn tương kế tụ kế muốn dẫn những người này ra thiếu niên tổ sư không nhanh không chậm nói nếu những môn phái này cho rằng liền như vậy có thể diệt trừ quốc sư duyên khang hủy diệt duyên khang quốc chỉ sợ là muốn ăn thiệt thòi thiếu giáo chủ ngươi thấy quốc sư duyên khang thế nào tần mục nghiêm nghị nói hùng kiệt trong ngoài người làm dạ rộng rãi tài năng khoáng thế thiếu niên tổ sư nở nụ cười năm đó hắn hướng ta hỏi ta cũng cho là như thế ta vốn muốn thu hắn làm đệ tử thế nhưng tài học của hắn rộng rãi đã mơ hồ có xu thế vượt qua ta vì lẽ đó ta liền bỏ ý niệm này đi miễn cho làm lỡ tương lai của hắn như vậy đã duyên khang quốc bao trùm bên trên các phái các tông các môn không cách nào đối đầu quốc sư duyên khang lại là kỳ tài khoáng thế thánh giáo ta nên giải quyết như thế nào trong lời ông có ý tứ kiểm tra từ lần đầu tiên ông gặp và nghe câu nói đầu tiên của tần mục liền bắt đầu thử thách tần mục tần mục tham gia kiểm tra vào thái học viện trở thành sĩ tử thái học của thái học viện chỉ là thử thách tầng thứ nhất kiểm tra chính là thực lực của hắn mà hiện tại lại là kiểm tra trí tuệ của hắn có trí tuệ để trèo lái thiên ma giáo không có trí tuệ trở thành giáo chủ không tần mục trầm tư chốc lát nói thánh giáo ta có hai con đường một con đường là biến giáo thành quốc gia để thánh giáo lập quốc thánh giáo ta lập quốc liền nhất định phải rời xa duyên khang phần nước của duyên khang quốc càng ngày càng hương thịnh sau khi quốc sư bình định tình hình rối loạn chắc chắn sẽ dụng binh với bên ngoài ở quốc nội không cách nào chống lại được duyên khang quốc khoảng cách quá gần cũng không cách nào chống lại được duyên khang quốc thế nhưng nếu như rời xa duyên khang cơ sở của thánh giáo ta sẽ không được duy trì chỉ sợ mấy chục năm cũng khó có khởi sắc thiếu niên tổ sư gật đầu nói con đường thứ nhất cực kỳ gian nan thánh giáo ta đặt chân trong bách tính phố phường rời đi duyên khang đó là phá hủy căn cơ con đường này không thể đi con đường thứ hai đâu con đường thứ hai đó là phụ thuộc tần mục nói thánh giáo phụ thuộc duyên khang quốc sắc mặt thiếu niên tổ sư hơi thay đổi cười lạnh nói ngươi làm giáo chủ chính là muốn để thánh giáo ta diệt giáo ngươi thật là to gan ta muốn chặt đầu ngươi tần mục buồn bực nói tổ sư không có ý niệm này thiếu niên tổ sư trầm mặc chốc lát than thở có đầu của ngươi đặt trên cổ trước đã nói tiếp đi tần mục tiếp tục nói ta thấy hành vi của quốc sư duyên khang có chút tương hợp với giáo lý của thánh giáo ta đều là đạo thánh nhân dùng cho bách tính nếu thánh giáo ta phụ thuộc vào duyên khang quốc không những sẽ không suy tàn như những giáo phái khác trái lại còn có thể phát triển lớn mạnh đây là thứ nhất hắn dừng một chút rồi nói tiếp tiểu học đại học cùng thái học của quốc sư duyên khang có tai hại hơn nữa là tai hại rất lớn cái tai hại này trong thời gian ngắn không thấy được thế nhưng hai ba trăm năm chắc chắn thấy rõ ràng thiếu niên tổ sư lộ ra vẻ tò mò nói tai hại ở đâu tần mục nói xin hỏi tổ sư bên trong thái học viện có mấy thành là sĩ tử hàn môn thiếu niên tổ sư lộ ra nụ cười hiển nhiên biết hắn muốn nói gì đáp một thành tần mục lại nói những năm này quan viên trẻ tuổi của duyên khang quốc có mấy thành là xuất thân từ thái học viện thiếu niên tổ sư nói bảy thành có hai là xuất thân từ thái học viện những cựu thần khác lại xuất thân từ các môn phái lớn còn có vài người là bỏ lên từng bước từng bước một theo ta suy đoán hai trăm năm sau quan viên trong thiên hạ đều xuất thân từ thái học viện mà đệ tử hàn môn trong thái học viện trăm người không một tần mục nhìn thấy phao chìm xuống nhưng cũng không vội nhất cần mà là chờ giây lát nói hai trăm năm sau đệ tử hàn môn vẫn suốt đời nghèo khó mà con cháu phú quý thì vẫn suốt đời phú quý oán than tích lũy qua tháng ngày tất sẽ bùng phát thế ra phú quý lại sẽ nhân cơ hội phát động chiến tranh lật đổ triều đình khi đó chính là thời điểm thánh giáo ta thống nhất thiên hạ đại thế quần cuộn không người có thể chống cự không người có thể ngăn cản hắn nhất cần một con cá lớn bị mắc vào lưỡi câu thế nhưng sức lực của con cá này rất lớn khiến dây câu bị kéo đất cái bực cá lớn rơi xuống nước biến mất không còn tăm hơi thiếu niên tổ sư cười lạnh nói ngươi muốn tạo phản hãm hại thánh giáo ta tới chỗ bất nghĩa ta muốn chém đầu ngươi tần mục trầm mặc chốc lát nói tổ sư đừng giỡn nữa thiếu niên tổ sư yên lặng ông cũng có cá cắn câu nhưng là một con cá nhỏ bị ông nhấc cần lên nói được nói chính sự hai trăm năm sau người để thánh giáo trở thành một duyên khang quốc khác sau đó thì sao một trận đại chiến tẩy sạch phá hủy thế gia đại việt vốn có hai trăm năm sau nữa lại hình thành thế gia đại việt mới lại sẽ có người lật đổ sự thống trị của thánh giáo ta người làm thế nào phá giải tần mục ngớ ra lắc đầu nói ta còn chưa cân nhắc tới chuyện hai trăm năm sau nữa kính xin tổ sư chỉ giáo thiếu niên tổ sư bẻ một cành liễu sâu qua con cá đứng lên nói ta cũng không nhìn thấy chuyện sau hai trăm năm nữa thiếu giáo chủ tuổi ngươi còn đái dầm mà có thể nhìn thấy 200 năm, đã là một giáo chủ hợp lệ, ngươi quả ải, ý nghĩ của ta khác ngươi, ta nghĩ chính là giáo lý của thánh giáo ta, tần mục hơi chấn động trong lòng, nhìn về phía ông lão trẻ tuổi này, thiếu niên tổ sư thản nhiên nói, đạo thánh nhân, không khác nào bách tính hàng ngày, hễ là khác thường, đều là dị đoan, thẳng thắn làm việc, thuận theo tự nhiên, đó chính là đạo, khi quốc sư Duyên Khang quật khởi ta đã nhận ra được hùng tâm tráng trí của hắn, hắn hỏi ta, ta đã nói cho hắn nghe câu nói trong đại dục thiên ma kinh này hiện tại hắn chính là làm theo câu nói này tần mục chấn động tâm linh bái phục nói tổ sư thánh minh đã là thánh nhân người muốn bất tri bất giác biến duyên khang quốc trở thành thánh giáo nếu duyên khang quốc làm được đạo thánh nhân thì duyên khang quốc chính là thiên thánh giáo thiếu niên tổ sư lắc đầu nói duyên khang quốc và quốc sư đều không làm được đạo thánh nhân ta cũng không làm được theo như lời người nói 200 năm sau quyền thế và tài nguyên đều sẽ bị thế gia đại việt nắm giữ người nghèo càng nghèo người giàu càng giàu đây cũng không phải là đạo thánh nhân của thiên thánh giáo ta ta muốn ảnh hưởng quốc sư duyên khang ảnh hưởng duyên khang quốc nhưng hiện tại xem ra ta đã thất bại ta già rồi trọng trách này liền giao lại cho ngươi ta có thể giúp ngươi chính là thay ngươi tọa trấn mấy năm ông sách cá vác cần tần mục theo sau lưng ông chỉ thấy ông lão này tiến vào một khe núi sau đó ở trên thánh địa trí cao trong lòng tất cả mọi người của duyên khang quốc này bắc một cái nồi lên đổ nước nhóm lửa đánh vẩy bỏ nội tạng của con cá kia rồi ném vào trong nồi thiếu niên tổ sư nhìn nước trong nồi lại từ bên trong tay áo lấy ra ít gia vị sắc vào trong nồi nói đợi thêm mấy tháng nữa ta sẽ từ chức đại tế ti ta già rồi mấy năm cuối cùng này ta muốn đi ra ngoài một chút thế giới này có rất nhiều nơi ta còn chưa từng đi thánh giáo liền giao cho ngươi sau khi từ quan ta sẽ chủ trì một hồi đại điển đăng cơ ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi trở thành giáo chủ của thánh giáo tần mục có chút khó khăn nói ta hiện giờ vẫn là cảnh giới ngũ diệu hiện tại tiếp quản thánh giáo có phải là sớm chút không kẻ dưới khó mà phục tùng. Thiếu niên tổ sư ra hiệu cho hắn ngồi xuống, tần mục và ông cùng ngồi xếp bằng trước nồi, gửi mùi thơm canh cá. Thiếu niên tổ sư nói, thật ra thánh giáo khá là phân tán, đường chủ 360 đường ở khắp mọi nơi, giáo chúng trải rộng duyên khang quốc, coi như là trưởng lão, thiên vương cũng rất khó đồng thời tập trung cùng một chỗ. Người có thể là một giáo chủ phủi tay, nếu thực sự không ăn thua thì chẳng phải ta vẫn còn sống sao, khi ta còn sống không ai dám động đến ngươi, quốc sư Duyên Khang cũng không dám động đến ngươi tần mục khẽ nhúc nhích trong lòng thử dò xét nói quốc sư duyên khang hẳn là muốn khống chế thánh giáo ta có đúng không đương nhiên là hắn muốn thế nhưng ngươi có thể làm cho hắn yên tâm thiếu niên tổ sư nếm thử canh cá cảm thấy vẫn chưa tới lúc tiếp tục thêm lửa nói ngươi phải biết tuổi ngươi còn nhỏ tu vi thấp ngươi còn sẽ không bị hắn để vào trong mắt hắn sẽ cảm thấy có thể thao túng được ngươi nếu hắn có thể làm được đạo thánh nhân để hắn thao túng ngươi thao túng thánh giáo thì cũng không hề gì nhưng nếu hắn không làm được thì ngươi thay vào đó ông phẳng phất như đang nói về một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà chuyện này một mực lại là đại sự thay đổi triều đại tần mục nếm thử canh cá chỉ cảm thấy vị cá rất ngon rất là sướng miệng không khỏi than thở một tiếng đột nhiên hắn chợt nhớ tới một chuyện vội vàng nói tổ sư đại dục thiên ma kinh là công pháp thiếu hụt phải không mấy ngày nay ta nghiền ngẫm đọc tìm hiểu cũng không tìm được công pháp có thể thống nhất toàn bộ pháp môn bên trong đại dục thiên ma kinh thiếu niên tổ sư đưa tay về không trung vồ vồ không biết từ nơi nào chụp tới hai cái chén một một cái thìa tần mục tiếp nhận chén thìa bắt đầu múc canh vừa nãy thiếu niên tổ sư chụp vào không trung loại pháp thuật này trong đại dục thiên ma kinh có ghi chép gọi là ngũ quỷ bàn vận thuật có thể thần không biết quỷ không hay lấy đồ vật từ xa công pháp thống nhất đại dục thiên ma kinh chỉ truyền giáo chủ là do thánh giáo chủ đời đời truyền lại thiếu niên tổ sư nhấp một ngụm canh cá thở phào một cái nói nội dung bên trong đại dục thiên ma kinh cũng có thể truyền đi riêng công pháp thống nhất thì chỉ giáo chủ mới có thể tu luyện đợi ngươi đăng cơ trở thành thánh giáo chủ thì lệ thiên hành sẽ truyền cho ngươi tần mục ngơ ngác chẳng phải giáo chủ đời trước lệ thiên hành đã chết rồi sao nghe giọng điệu của thiếu niên tổ sư thì có vẻ như lệ thiên hành vẫn còn sống hắn uống canh cá chỉ cảm thấy càng uống càng ngon miệng vội vàng hỏi tổ sư đây là cá gì thiếu niên tổ sư nói khí tức cửu long tụ tập ở đây hình thành hồ nước này cá trong hồ hấp thu long khí bởi vậy gọi là cửu long tức loại cá này một thân xương cứng không có bao nhiêu thịt chỉ có thể nấu canh nhưng mùi vị của canh lại đặc biệt ngon tần mục có điều suy tư ý của tổ sư là để ta làm một con cửu long tức cứng xương thiếu niên tổ sư lườm hán một cái nghĩ nhiều gì vậy làm người có cái gì không tốt lại khăng khăng muốn làm cá người muốn bị người ta nấu canh hả ta chính là thèm ăn mang người đến uống canh cá mặt thôi tần mục xấu hổ không thôi xem ra lão gia tử quả thực là thèm ăn vẻn vẹn muốn uống canh cá mặt thôi hai người ngồi ở chỗ đó chậm rãi uống canh cá rất là hưởng thụ Tần Mục lấy một cái xương cá, vẽ lên mặt đất đồ hình hành công của bá thể tam nan công cảnh giới lục hợp, nói, tổ sư, ta nhìn thấy đồ hình hành công này ở thanh dương điện, nhưng không phần thượng, xin hỏi tổ sư có gặp qua bản thượng của đồ hình này hay không? Thiếu niên tổ sư cẩn thận nhìn thật kỹ, kinh ngạc nói, ngươi muốn đồ hình hành công của công pháp này làm gì? Ngươi nhận ra môn công pháp này, tần mục gật đầu, nói, đây là đồ hình hành công của bá thể tam nan công cảnh giới lục hợp. Sắc mặt thiếu niên tổ sư quái lạ, ngay cả ta cũng không biết đây là bá thể tam đan công, ai nói cho người. trưởng thôn nói, thiếu niên tổ sư ngớ người, cảm khái vô vàn, nói cho cùng thì lão gia hỏa này vẫn cao minh hơn ta một phần. Ta không nhận ra công pháp này, không biết tên, thế nhưng hắn lại nhận ra được, vẫn là lợi hại hơn. Nguyên lai công pháp này gọi là bá thể tam đan công, quả thực lão già này kiến thức rộng rãi. Đồ hình hành công này là ta nhìn thấy trong một di tích cổ đại, ngoại trừ đồ hình này, còn có mấy bức tàn đồ, ta thấy đồ hình hành công vô cùng ảo diệu rất nhiều chỗ thần diệu không giống bình thường, nên mới nhớ kỹ rồi khắc vào thanh dương điện. Công pháp bên trong thanh dương điện đều là bản thiếu, trong đó đồ hình này thiếu nhiều nhất. Ông dừng một chút, nói, người tu luyện chính là môn công pháp này. Tần mục gật đầu, từ nhỏ ta đã tu luyện bá thể tam nan công. Thiếu niên tổ sư trần trờ một thoáng, theo lý mà nói thì ngươi nên tu luyện công pháp thống nhất của thánh giáo ta. Tuy nhiên lão già trưởng thôn các ngươi đã để ngươi tu luyện bá thể tam đan công này, nhất định có đạo lý của hắn, kiến thức của hắn uyên bác, không truyền cho ngươi công pháp của hắn, có thể thấy được bá thể tam đan công còn trên cả công pháp của hắn. Dù sao thì công pháp tốt cũng có chỗ giống nhau, ngươi không ngại đồng thời tu luyện hai loại công pháp, nói không chừng có ích cho việc tu luyện của ngươi. Tần Mục khen phải, nói, ta cũng không tìm được bản thượng của bá thể tam đan công, không có công pháp cảnh giới ngũ diệu, không cách nào tiếp tục tu luyện. Thiếu niên tổ sư cũng lấy một cái xương cá, vẽ lên mặt đất đồ hình hành công cảnh giới ngũ diệu chính mình nhìn thấy bên trong di tích, có điều cũng là tàn khuyết không đầy đủ, nói, ta chỉ thấy được bấy nhiêu, bởi vì đồ hình này thực sự quá tổn hại, vì thế nên không khắc vào thanh dương điện. Tần mục khẽ nhúc nhích trong lòng, vẽ ra đồ hình hành công cảnh giới ngũ diệu thiếu sót mà mình nhìn thấy ở chấn ương cung, đối chiếu với bức vẽ của thiếu niên tổ sư. Hai tấm tàn đồ không trọn vẹn có nhiều vị trí khác nhau, nếu hợp lại, cũng có thể bù đắp một vài vị trí thiếu hụt. Tần mục lại vẽ một đồ hình mới bên cạnh, bên trong đồ hình mới này chỉ thiếu hụt vài vị trí, chính là xương quay xanh nơi vai trái. Tuy nhiên, Mặc dù công pháp tu luyện thiếu hụt vị trí xương quay xanh ở vai trái nhưng hắn cũng hoàn toàn có thể khống chế bá thể tam đan công để tiếp tục tu luyện rồi. Bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim. Thiếu niên tổ sư cẩn thận đánh giá đồ hình mới mà hắn vẽ ra này, trầm ngâm một lúc lâu, dùng xương cá vẽ vài đường bên vai trái, nói ta bằng vào lý giải của mình trước tiên sửa chữa cho người đồ hình hành công này, chỉ là sự tu bổ của ta chưa hẳn đã đúng, chắc chắn có sai lệch với nguyên bản khi người quyết đấu cùng người khác và vận hành nguyên khí thì chỉ sợ chỗ vai trái này vẫn có một chút kẽ hở nếu bản lĩnh của đối thủ tương đương ngươi thì sẽ không phát hiện được kẽ hở của ngươi nếu nhãn lực của đối thủ rất cao thì chỉ sợ vai trái sẽ là nhược điểm chí mạng của ngươi tần mục tập trung tinh thần cao độ vội vàng hỏi tổ sư nhãn lực của đối phương cao bao nhiêu mới có thể nhìn thấu kẽ hở này thiếu niên tổ sư trầm ngâm chốc lát nói cảnh giới thiên nhân hoặc là sinh tử tần mục yên lòng cười nói nhóm cường giả này ta nơi nào sẽ đi trêu chọc còn có vài người trẻ tuổi, tuy rằng cảnh giới không cao, thế nhưng nhãn lực lại rất cao. Thiếu niên tổ sư lạnh nhạt nói, ví như bên trong thái học viện liền có người trẻ tuổi như vậy, người không nên đưa mình lên quá cao, hiện nay đã không phải là thời đại chỉ dựa vào một hai môn công pháp của lão tổ tông truyền xuống liền có thể hô mây gọi gió. Đạo pháp thần thông, nếu không tiến lên mà chỉ dựa vào hai tay tổ tông truyền thụ kia thì khà khà, sớm muộn cũng bị những người khác tiêu diệt. Người có biết vì sao ta phải làm đại tế ti của Thái học viện không? Đó chính là ta muốn đọc hết sở học trong thiên hạ, cũng chính là chứng kiến một thời đại mới trong ánh mắt của ông có một tia bi ai thấp giọng nói đáng tiếc chỉ sợ ta không cách nào nhìn thấy tuy ông coi nhẹ chuyện sống chết không vì giờ chết của mình sắp tới mà bi ai thế nhưng lại vì việc mình không cách nào chứng kiến một thời đại mới mà bi thương bởi vì cái thời đại mới này là do một tay ông thúc đẩy ta không nhìn thấy cũng không quan hệ tinh thần thiếu niên tổ sư phấn chấn lại cười nói thế nhưng ngươi lại có thể nhìn thấy thiếu giáo chủ không nên bảo thủ tầm mắt nhất định phải rộng rãi lòng dạ nhất định phải rộng rãi. Tần mục từ biệt thiếu niên tổ sư, ấn tượng ông lão này mang lại cho hắn không giống những người khác trong thôn. Ấn tượng mà thôn dân tàn lão thôn mang đến cho người ta chính là một đám lão tiên sinh tốt bụng, tuy rằng đều là hung thần, ác sát, nhưng tiếp xúc lâu liền phát hiện kỳ thực bọn họ đều rất hiền lành. Bọn họ dạy cho tần mục đạo lý làm người, dạy cho tần mục thủ đoạn tiếp tục sinh sống, mà thiếu niên tổ sư không có dạy cho hắn những thứ này, thiếu niên tổ sư chính là dùng thủ đoạn dụ dỗ từng bước, cho hắn đứng ở vị trí càng cao hơn để nhìn thế giới này đứng ở độ cao khác nhau, thế giới nhìn thấy được cũng không giống nhau. Gà và chim tức bay thấp, chỉ nhìn thấy những thứ như chuồng gà lợp cỏ, chỉ có thể bắt côn trùng, mổ thóc trên đất, hùng ưng dương cánh, mắt nhìn ngàn dặm, đất đai ngàn dặm đều là lãnh địa săn mồi của nó. Muốn trở thành thánh giáo chủ của thiên ma giáo, cần phải có khí phách và ánh mắt ngàn dặm. Đối với tần mục mà nói thì thu hoạch thực tế nhất của lần này vẫn là đồ hình hành công của bá thể tam đan công cảnh giới ngũ diệu. Có đồ hình này, hắn mới có thể tiếp tục tu luyện bằng không tu vi sẽ bị vây ở cảnh giới ngũ diệu không thể tiến thêm hắn trở lại sĩ tử cư thử khống chế bá thể tam đan công dựa theo đồ hình hành công đã được tu bổ kia khống chế nguyên khí con đường hành công của bá thể tam đan công cảnh giới ngũ diệu phức tạp hơn nhiều trước đó là ở trên đạo dẫn công công pháp cơ sở của linh thai cảnh lại bao trùm thêm một tầng công pháp nữa tần mục đọc xong toàn bộ công pháp trong đại dục thiên ma kinh tuy bên trong đại dục thiên ma kinh có rất nhiều công pháp rất là thần kỳ thế nhưng con đường hành công có thể sánh ngang bá thể tam đan công cảnh dưới ngũ diệu cũng ít khi thấy con đường hành công của bá thể tam đan công cảnh dưới ngũ diệu như là cùng một lúc khống chế ba tầng công pháp khống chế đạo dẫn công đơn giản nhất đạo dẫn công kéo con đường hành công của linh thai cảnh sau đó linh thai cảnh lại kéo con đường hành công ngũ diệu cảnh có thể nói rất phức tạp lần này nguyên khí của hắn bừng bừng phát ra dựa theo đồ hình hành công mà vận chuyển đột nhiên ý thức của hắn chia thành năm phần cùng nguyên khí cuồn cuộn đồng thời tràn vào bên trong ngũ diệu thần tàng bên trong ngũ rượu thần tàng năm ngôi sao lớn đột nhiên tỏa sáng bất quá lần này chưa hề xuất hiện tình huống ngũ hành hỗn loạn rồi dập tắt lẫn nhau mà là một luồng sáng vàng từ kim rượu tinh bắn xuống dung hợp cùng một luồng ý thức của hắn hóa thành một vị kim thần tay trái đeo một con rắn chân đạp song long vuốt hổ trắng tinh cầm trong tay một cái búa lớn tần mục cẩn thận từng ly từng tí một khống chế đường đi của nguyên khí để hư ảnh kim thần không ngừng rút lấy ánh sáng từ kim diệu tinh tinh quang tạo thành hư ảnh kim thần loại tinh quang này liền gọi là tinh lực là sức mạnh của ngôi sao Cùng lúc đó, bên trong một rượu tinh cũng có một luồng tinh quang bắn xuống Tương dung cùng một luồng ý thức của hắn Hóa thành một vị mộc thần Đầu người, thân chim, chân chim, chân đạp song long Cầm trong tay một cây roi liễu Bên trong thủy rượu tinh cũng có một luồng tinh quang bắn xuống Dung hợp cùng luồng ý thức thứ ba của hắn Hóa thành hư ảnh thủy thần đầu người Tóc đỏ, thân rắn Cầm trong tay tam xoa kích Ánh sáng bắn ra từ hỏa rượu tinh dung hợp cùng luồng ý thức thứ tư của hắn hóa thành hư ảnh hỏa thần thân thú mặt người chân đạp song long cầm trong tay hồ lô lửa ánh sáng phóng ra từ thổ rượu tinh dung hợp cùng luồng ý thức cuối cùng của hắn hóa thành hư ảnh thổ thần đầu người mình rắn sau lưng có hai cánh cửa trên cánh cửa kia còn có chữ viết có điều bởi vì là hư ảnh nên mơ hồ không rõ không nhìn ra là viết cái gì nguyên khí của hắn dung hợp cùng hư ảnh năm vị thần này giữa nguyên khí và tinh lực vậy mà đang từ từ chuyển đổi qua lại tình huống này làm cho hắn không rõ nguyên khí chuyển đổi thành tinh lực tinh lực chuyển đổi thành nguyên khí chuyển đổi lẫn nhau, có không có biến hóa gì đó hay không đây. Tần mục buồn bực, tinh tế lĩnh hội, vẫn chưa phát hiện ra có gì khác trong này, chẳng qua là cảm thấy khi nguyên khí chuyển hóa thành tinh lực thì chính mình mơ hồ cảm giác được trong tinh không có một sức mạnh không tên đang dục giả dục dịch, nhưng cụ thể là sức mạnh nào thì hắn không biết được. Mà khi tinh lực chuyển hóa thành nguyên khí thì hắn phát hiện tu vi của mình tăng lên không ít, không phải là chuyện xấu, hắn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đồ hình hành công cảnh giới ngũ diệu còn có một chút kẽ hở, nhưng cũng may là có thể tu luyện, sẽ không động một chút liền tàu hòa nhập ma. Bây giờ cách thời gian nhập học của Thái học viện còn có một quãng thời gian, nên trở về thính vũ các một chuyến, đón Hồ Linh Nhi tới nơi này. Hơn nữa ta còn đáp ứng phải tiếp tục trị liệu cho người trong hẻm hoa. Tần mục đi ra ngoài khỏi chỗ ở, liền thấy trước mặt có một đám sĩ tử đang đi tới. Khu vực chỗ hắn ở này tách biệt với thần thông giả, là nơi ở của sĩ tử cảnh giới linh thai và cảnh giới ngũ diệu. Những sĩ tử trong Thái học viện thấp hơn cảnh giới lục hợp đều ở nơi này. Thái học viện mở ra, rất nhiều sĩ tử khóa trước từ nơi khác trở về, bọn họ nhập học sớm hơn tần mục mấy năm, tu vi thâm hậu, nhưng chỉ cần chưa đột phá đến cảnh giới lục hợp, liền vẫn ở lại nơi này. Hàng năm, Thái học viện đều cho sĩ tử tiểu học mười tiêu chuẩn, sĩ tử tiểu học muốn trong 3 năm rưỡi đột phá đến cảnh giới lục hợp là rất khó, bởi vậy bên trong Thái học viện số lượng sĩ tử tiểu học cũng không ít. Những sĩ tử này lướt qua bên người tần mục, một sĩ tử trong đó đánh giá tần mục một chút, nói, vị sư đệ này, nghe nói trong viện đã đến một tên vứt bỏ dân của đại khư, người biết hắn ở nơi nào không? Tần Mục ngơ ngác, nói, sư huynh tìm vứt bỏ dân kia có chuyện gì? Sĩ tử kia nói, vứt bỏ dân là tiện dân chỉ có thể làm nô lệ, không nghĩ tới hoàng đế vậy mà để vứt bỏ dân trở thành sĩ tử của Thái học viện ta. Đây là bôi nhọ chúng ta. Chúng ta nghe được chuyện này, sục sôi cam phẫn, dự định để hắn biết khó mà lui, không nên ở lại Thái học viện. Hắn ở lại, chúng ta còn mặt mũi nào? Ánh mắt tần mục lấp lóe, thì ra là như vậy, ta đã từng thấy vứt bỏ dân kia, liền ở gần đây, không bằng ta dẫn các người qua đó hơn mười tên sĩ tử này không khỏi vui vẻ dồn dập chắp tay cười nói làm phiền sư đệ mấy vị sư huynh khách sáo rồi tần mục nói ta cũng xuất thân từ danh môn gia tộc quyền quý nhưng lại học chung cùng vứt bỏ dân xấu hổ đến hận không thể đào một cái động chui vào đúng rồi ta họ tần họ tần những sĩ tử này đều kinh ngạc trong đó có một vị sĩ tử khách sáo nói hóa ra là huynh đệ tần gia tần gia kinh thành quả thực là danh môn vọng tộc học chung cùng vứt bỏ dân thật là nhục nhã cửa nhà Tần gia nhiều tướng tài, cả nhà trung nghĩa, tuy ta nhập học trước người hai năm, nhưng không dám tự xưng là sư huynh, người ta gọi nhau là huynh đệ. Một vị sĩ tử khác cười nói, cha ta khai thác mỏ ở Hồ Hành Sơn, hàng năm đều phải trở tới đây mấy trăm vứt bỏ dân mua được từ biên quan, năm nào cũng đều chết đi mấy trăm, không thể không tiếp tục mua, khà khà, không nghĩ tới ta vậy mà học chung một viện với vứt bỏ dân, cha ta mà biết, nhất định sẽ rất là tức giận, nói ta là bạn cùng nô lệ. Một cô gái nói, chuyện lần này ta cũng nghe nói. Hoàng đế mượn cơ hội gõ quần thần, vì lẽ đó để vứt bỏ dân tiến vào Thái học viện, Kỳ thực cũng có ý chiếm đoạt đại khư. Hoàng đế thừa nhận vứt bỏ dân là con dân của duyên khang quốc, chẳng phải thừa nhận đại khư cũng là đất đai của duyên khang quốc sao? Chỉ là hoàng đế cân nhắc không chu đáo, đưa vứt bỏ dân vào Thái học viện, bỏ qua cảm nhận của những sĩ tử chúng ta. Tần mục cùng những sĩ tử này một đường đi tới phần cuối của sĩ tử cư, một đường tán dốc, tới gần một căn phòng có tường vây bao quanh ở phần cuối sĩ tử cư, rất là yên tĩnh. Tần mục cười nói mấy vị sư huynh, nơi này là chỗ ở của vứt bỏ dân kia, các ngươi chờ một chút. hắn tiến lên gõ cửa, sau một lát cửa phòng mở ra, từ sau cửa thỏ ra một khuôn mặt tròn vo, nhìn thấy tần mục thì hơi run run, cười nói, tần huynh đệ. tần mục đẩy cửa đi vào, mọi người nối đuôi nhau cùng vào, đầy sĩ tử thân thể mập ú kia vào giữa phòng, tần mục đóng cửa phòng lại, cài then cửa, khuôn mặt phẳng lặng như mặt nước. đúng rồi, mấy vị sư huynh, thái học viện cho phép giết người không? những sĩ tử kia đều ngơ ngác một vị sĩ tử bật cười nói tần huynh đệ chúng ta chỉ là muốn dạy dỗ tên vứt bỏ dân này một chút đuổi hắn ra khỏi thái học viện mà thôi còn như giết người hả nếu giết hắn chúng ta đều sẽ bị đuổi ra thái học viện đánh hắn một trận là tốt rồi tần mục có chút không vui phẫn nộ nói kinh thành thật nhiều quy củ lại không thể tùy tiện giết người nếu là ở đại khư chúng ta mà giết mười mấy người thì căn bản là không ai hỏi đến lời hắn vừa nói ra rất nhiều sĩ tử trong phòng đều cảm thấy có chút không đúng lắm nhưng vào lúc này đột nhiên giữa bầu trời bắt đầu tí tách mưa theo tiếng mưa rơi chính là âm luật kỳ lạ thịt 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 phẳng phất có một người khống lồ cực kỳ hùng tráng lấy trời đất làm đàn tranh lấy sợi mưa làm dây đàn bất chấp tất cả không cần cung giác thương vũ trưng đàn loạn xạ một hơi cung giác thương vũ trưng năm âm thời cổ giống đồ dê mi so la si hiện nay thế nhưng bên trong âm luật quái lạ này lại có một loại ma lực đoạt hồn phách người trong chớp mắt lọt vào tai liền cảm thấy nguyên khí tản đi ý thức lòng ra, linh thai tan tác, ngũ rượu tán loạn, không nhịn được muốn múa thao âm luật này. Âm luật kia càng cao vút sục sôi, trong lòng mọi người bên trong phòng biết là không ổn, đang muốn mạnh mẽ phá vỡ pháp thuật ma âm này thì đột nhiên một tay tần mục kết ấn, đấm ra một quyền, nhật chiếu dương hồn không trung luyện, một quyền này của hắn nổ ra, một tiếng sấm kinh thiên động địa từ giữa sân bùng phát, đánh cho thần hồn mọi người điên đảo, hồn phách dao động, ý chí bất ổn, lập tức không còn cách nào chống cự lại ma âm kia từng người từng người khoa tay múa chân, cười ha ha, vừa múa vừa hát trong phòng này. Đột nhiên, ông luật kia lại biến đổi, phẳng phất bản thân lọt vào chiến trường thần ma đang chém giết, binh khí, ngựa sắt phả vào mặt, nhấn chìm bọn họ, chân thực đến nỗi khiến bọn họ không nhịn được phải đánh trả. Việc đánh trả này không phải là chuyện nhỏ, mặc dù có người thần chí còn tỉnh táo một phần cũng không thể không đón đỡ đòn đánh của người bên cạnh, chỉ cần giơ tay ứng phó, thần chí liền bị âm luật kia phá bỏ, đột nhiên thất thủ, ầm ầm, trong phòng, các loại chiêu thức bán ra pháp thuật bay loạn trong khoảnh khắc trên người mọi người đã có vết máu không ít người bị đau thần trí tỉnh lại nhưng vào lúc này tần mục tựa như quỷ mị lượn lờ xung quanh mọi người hễ ai tỉnh lại liền bị hắn chỉ tay bắn bay đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ chỉ của hắn kèm theo âm luật thiêu mạt câu dịch đả chích đạn ác liệt đến cực điểm bên trong âm luật làm người điên cuồng kia còn kèm theo từng tiếng sấm sét nổ vang không khí không ngừng chấn động còn có tiếng vật nặng va vào nhau không ngừng truyền đến. Sau một lát, trong khu nhà nhỏ chỉ còn dư lại Vệ Dung còn đang vừa múa vừa hát vừa nhảy. Tần Mục thu tay lại, nước mưa đầy trời biến mất, âm luật cũng tự biến mất. Lúc này Vệ Dung mới thanh tỉnh lại, vội vàng nhìn chung quanh, chỉ thấy bên trong khu nhà của mình đâu đâu cũng có vết chân, hoa cỏ trong sân cũng bị phá hủy. Không khỏi thay đổi sắc mặt, thất thanh nói: "Tần huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì? Mượn quý bảo địa, dạy dỗ mấy tên sư huynh thiếu hiểu biết một chút." Tần Mục cười nói: chỗ của ngươi hẻo lánh lúc đánh bọn họ sẽ không có ai ngăn cản vệ dung líu lưỡi vội vàng nhìn về phía tường vây trong khu nhà của mình chỉ thấy thân thể từng tên từng tên sĩ tử treo trên tường đầu cắm vào tường không còn sức mà nhúc nhích sắc mặt vệ dung vàng như đất huynh đệ ngươi gây họa lớn rồi những sĩ tử này đến thái học viện trước chúng ta mấy năm có thể tiến vào thái học viện ai không phải là con cháu của thế gia đại việt bây giờ bị ngươi đánh phải làm sao đây tần mục buồn bực nói ta không đánh bọn họ chờ bọn họ đánh ta à? đánh cũng đã đánh, còn có thể làm sao? Vệ Dung liên tục dậm chân, nói, ngươi mượn nhà của ta đánh bọn họ, ta là vệ gia, bọn họ không dám làm gì ta, thế nhưng ngươi nhất định là không may. Ai, ai, làm thế nào cho phải? Tần Mục đi ra ngoài, cười nói, bọn họ muốn dạy dỗ ta, liền phải có giác ngộ bị ta dạy dỗ. Hắn đi tới ngoài sân, chỉ thấy trên vách tường lộ ra một đầu lại một đầu người. Tần Mục nhìn qua một lần rồi cất bước đi về phía trước, vứt bỏ dân. Một sĩ tử tỉnh lại, hữu khí vô lực nói, Ngươi dám ám toán chúng ta, chờ chúng ta khôi phục như cũ, người chết chắc rồi. Sắc mặt tần mục chìm xuống, còn dám nhắc tới chữ vứt bỏ dân, ta thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần, vứt bỏ dân. Tần mục lôi tên sĩ tử này ra khỏi tường, mang hắn đi tới trước chỗ ở của mình, nguyên khí bắn ra, căng thân thể tên sĩ tử này đến thẳng tắp, xem hắn như là một cây bút lớn, dùng máu trên đầu hắn viết chữ lên tường, tần mục viết hai hàng chữ, lại viết một hàng chữ lên cửa, sau đó quẳng tên sĩ tử mặt đầy máu này lên mặt đất sĩ tử này bị hắn cắm vào trong đất, chỉ còn trừ lại cái đầu ở bên ngoài, vừa tức vừa vội, hôn mê. Sĩ tử khác lần lượt tỉnh lại, dồn dập rút đầu ra khỏi tường, trên mặt từng người mang theo vẻ xấu hổ, âm tình bất định. Bọn họ nhất thời không tìm hiểu, bị tần mục đánh lén. Đánh lén này không phải đánh lén cơ thể bọn họ mà là đánh lén hồn phách của bọn họ, là loại đánh lén khó đề phòng nhất. Nếu là pháp thuật nhằm vào thân thể của bọn họ thì ngược lại dễ đề phòng, tu vi thực lực của bọn họ không kém tần mục bao nhiêu, hơn nữa người đông thế mạnh, tần mục có đánh lén thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngã một hai người mà pháp thuật nhằm vào hồn phách vậy thì không phải chuyện nhỏ tần mục dùng đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ cải tiến trực tiếp khống hồn khống chế hồn phách ý thức của bọn họ khi bọn họ cố gắng thoát ra thì châu nhật chiếu dương hồn không trung luyện này lại làm cho hồn phía bọn họ lên mây lập tức dồn dập gặp xui xẻo ngay cả sức hoàn thủ đều không có toàn bộ liền bị đánh bất tỉnh đầu ghim vào tường vệ dung vội vàng nói mấy vị sư huynh ta là vệ gia phủ quốc công không quan hệ với việc này mười mấy vị sĩ tử này hai mặt nhìn nhau một vị sĩ tử than thở lần này thất bại bị tiểu tử mới gây ám hại mặt mũi mất sạch huynh đệ vệ ra chuyện này ngươi không được truyền đi chưa cho chúng ta chút mặt mũi vệ dung thở phào nhẹ nhõm nói các ngươi yên tâm miệng ta luôn luôn kín như bưng chắc chắn sẽ không nói với người khác việc này mấy vị sư huynh có tính toán gì không đương nhiên là lấy lại thể diện rất nhiều sĩ tử không mặt mũi nào ở lại đồng loạt đi ra nói bây giờ gác lại chữa khỏi vết thương đã ngày mai lấy lại mặt mũi lần này hắn có thể xuất kỳ bất ý đánh chúng ta trở tay không kịp ngày mai phải cho hắn đẹp mặt vệ dung líu lưỡi thầm nói tần huynh đệ càng ngày càng lợi hại đánh bay lăng vân đạo nhân không nói còn làm ra chiêu này ngay cả ta không để ý cũng bị hắn dùng ma âm khống chế tuy nhiên những người này đã có phòng bị ngày mai hắn hẳn là đẹp mặt dù sao thì những sĩ tử này cũng đến thái học viện trước mấy năm sở học ngộ ra hơn chúng ta quá nhiều bên trong thiên lục lâu của thái học viện có rất nhiều tuyệt học chấn giáo của các phái các tông mười mấy vị sĩ tử ngang qua chỗ ở của tần mục lơ đã ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên tường viết hai hàng chữ đầy máu me quét ngang kinh thành không địch thủ chân đá tám trăm thái học sĩ trên cửa cũng viết bốn chữ vô địch ngũ diệu mà trên mặt đất trước cửa còn cắm một người sắc mặt mọi người tái nhợt tiến lên kéo người này ra khỏi mặt đất nói trước tiên giữ lại những chữ này ngày mai nhục nhã hắn tần mục mua ít thứ trên đường nhét đầy bụng sau đó ở thính vũ các tiếp tục khám bệnh miễn phí ở kinh thành hắn đã có chút danh tiếng ngay cả những nhà quý nhân quan to cũng nghe được có một vị thần y thiếu niên đã đến hẻm hoa chuyên môn trị liệu bệnh phụ khoa khó chữa cũng có đàn ông nghe tiếng mà đến ai đến tần mục cũng không cự tuyệt tất cả đều trị liệu tuy nhiên vẫn là gặp phải vài loại chứng bệnh trị liệu không được loại bệnh này rất là quái lạ không có bất kỳ nguyên nhân sinh bệnh nhưng người lại từ từ gầy đi những bệnh nhân được đưa đến đây đã gầy đến mức chỉ còn dư lại da và xương có năm người mắc loại bệnh này được mấy tên tướng sĩ đồng thời khiêng lại đây tần mục nhìn chốc lát nói đây là vu độc nếu đưa đến đây sớm một chút thì ta còn có thể trị liệu thế nhưng hiện tại người đã chết rồi ta cứu không được tướng sĩ cầm đầu giận dữ quát lên tên lang băm này rõ ràng người ta còn có hơi thở còn sống ngươi lại nói chết rồi là ý gì tần mục lắc đầu nói đã chết rồi chỉ là thân thể còn sống thôi trong người bọn họ chính là vu độc của man địch quốc vu độc không giống như độc bình thường độc bình thường chỉ nhằm vào thân thể và thần kinh mà vu độc lại nhằm vào hồn phách hồn phách của bọn họ bị hạ độc, đã chết năm, sáu ngày rồi, người này đã chết hơn 10 ngày rồi. Cặp mắt tướng sĩ kia đỏ hoe, nói, chúng ta là người từ biên quan đến, biên quan đang chiến tranh cùng man địch quốc. Trên chiến trường, bọn họ bị một man tử có sừng trên đầu của man địch quốc dùng tấm gương chiếu chúng. Sau khi trở lại liền bắt đầu gầy yếu, bất luận ăn cái gì đều không mập lên được, linh đan rượu rửa cũng không được. Quân y nói, hắn cứu không được, ở lại biên quan chỉ có chờ chết, tướng quân liền để mấy huynh đệ chúng ta trở về thần y người nhất định phải cứu mấy huynh đệ này của chúng ta tần mục lắc đầu hồn phách đã chết ta cứu không được các ngươi về đi thôi tướng sĩ kia khóc lớn mang theo binh sĩ khiêng năm người này đi tần mục đột nhiên nói vị tướng quân này ta cho ngươi một toa thuốc nếu lại có thêm người trúng loại độc chất này dùng phương thuốc của ta có thể cứu mạng tướng sĩ kia vội vã dừng bước tần mục cầm bút viết phương thuốc giao cho hắn nói toa thuốc này gọi là thuần dương luyện trùng đan có thể khắc chế sự tấn công của hồn trùng bên trong vu độc tướng sĩ kia vừa mừng vừa sợ đột nhiên quỳ xuống đất trùng trùng lớp lớp dập đầu mấy cái tần mục vội vã đỡ hắn đứng dậy sao lại đến mức như vậy tướng sĩ kia gạt lệ xoay người rời đi tần mục thu hồi ánh mắt tiếp tục ngồi xuống trị liệu loại chất độc như vu độc này hắn đã nghe dược sư nói qua là một loại vu pháp vu thuật hàng ngày đại vu dùng độc trùng luyện độc hấp thu hồn phách và cả độc tố của độc trùng luyện vào trong hồn phách của mình khi giết địch thì bọn họ không cần trực tiếp hạ độc mà là dùng biện pháp kiểu ném đá giấu tay khiến đối phương trúng độc tình huống chúng độc rất là quái lạ kỳ thực vu thuật u độc là pháp môn nhằm vào hồn phách hạ độc hồn phách hoàn toàn khác với độc bình thường dùng giải dược bình thường để giải không có bất kỳ tác dụng gì vu độc nhằm vào hồn phách bởi vậy phương pháp hạ độc cũng không thể dùng lẽ thường đến lý giải ví dụ như phương pháp vẽ hình cắt hình người giấy viết tên và ngày sinh của đối phương dùng kim đâm vu độc bên trong hồn phách của mình thông qua kim đâm trồng vào bên trong hồn phách của đối phương hoặc là bệnh người cò rồi bắn tên vào người cò bảy ngày bán chết hồn phách đối phương những thứ này đều là vu độc vu pháp rất là quỷ tà tần mục lại trị liệu mấy người đột nhiên một cái kiệu quan chấp nhọn tiến vào thính vũ các từ trong kiệu có một ông lão mặc quan phục bước xuống tiến thẳng lên hai bước ôm quyền chào tần mục nói tiểu thần y cứu mạng tần mục vô cùng kinh ngạc chỉ thấy trên người ông lão này mặc quan phục của quan lớn hẳn là đại thần trong triều nói khí sắc lão tiên sinh rất tốt cần gì ta cứu mạng ông lão kia nói là trong nhà ta có một vị bệnh nhân bệnh nặng không tầm thường điều trị không biết bao nhiêu y sư, thái y cũng gặp vô số, nhưng vẫn không có tác dụng, nghe nói trong thành có một vị thần y mới đến, bởi vậy bảo ta tới xin thần y cứu mạng, Phó Khánh Duận đứng bên cạnh cười dài nói, lâu rồi không thấy nhạn đại nhân tới hẻm hoa đấy, sắc mặt ông lão kia ửng đỏ, ho kha nói, ta từng tới sao, Phó Tỷ Tỷ, ta không nhận ra ngươi, Chưa có nói đùa, thần y, kính xin lên kiệu theo ta đi một lần, cứu mạng, thực sự cứu mạng. Tần mục trần chờ một chút rồi đứng dậy tiến vào trong kiệu, ông lão kia cũng đi vào trong kiệu khiêng kiệu chính là hai tên lực sĩ những người nhảy lên bước trên mây mà đi tần mục vén rèm lên nhìn ra ngoài chỉ thấy cỗ kiệu này trôi nổi bồng bềnh đi về hướng trung tâm của kinh thành mà đến vị trí trung tâm kinh thành bầu trời có từng đóa từng đóa hoa sen đều tạo thành từ kim quang bên trên có mấy đại tướng mặc giáp vàng đang đứng yên bảo vệ bầu trời hoàng thành thực lực cực kỳ đáng sợ bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim những đại tướng giáp vàng này chẳng hề quan tâm gì đến cỗ kiệu này mặc cho cỗ kiệu đi tới hoàng thành tần mục thả rèm xuống nhìn về ông lão phía đối diện nói vị bệnh nhân trong nhà nhạn đại nhân lai lịch không nào nha vị nhạn đại nhân kia vút vút tròm râu cười nói nếu như chuyện này không phải nhỏ thì cũng không đến nỗi để ta tự mình đến mời thần y tần sĩ tử người có biết đằng sau chuyện hoàng đế không truy cứu ngươi là vứt bỏ dân có công lao của ai không tần mục ngạc nhiên ngày đó trước thái học điện xuyên phong đế lời lẽ hùng hồn sục sôi phấn khích hắn còn cho rằng duyên phong đế muốn mượn cái thân vận dân đại khư bị vứt bỏ của hắn để gõ quần thần một phát. giờ nghe ý của vị nhạn đại nhân này thì tựa hồ trong đó có công lao của lão nguyện nghe tỏ tường. lúc đó ta nói với hoàng đế, người chính là thần ý có thể chữa bệnh cho người kia. vì lẽ đó hoàng đế không truy cứu chuyện vì sao một tên vứt bỏ dân nhưng người có thể tránh thoát thì kính tiến vào duyên khang. nhạn đại nhân khẽ mỉm cười. nếu không có câu nói này của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành thái học sĩ tốt xấu gì thì sĩ tử thái học cũng là quan bát phẩm hà có thể tùy tiện cho dân đại khư bị thần vứt bỏ lẫn vào duyên khang quốc ta sao đây chính là tội xúc phạm thần đấy ánh mắt tần mục lấp lóe than thở nếu ta trị cho người kia không khỏi thì đầu của ta nhạn đại người cười nói không gánh nổi sắc mặt tần mục tối sầm kiệu quan rơi xuống đất Lực sĩ vén rèm lên nhạn đại nhân mỉm cười ra hiệu tần mục hít vào một hơi thật dài cất bước đi ra cỗ kiệu nhạn đại nhân cũng xuống kiệu đi tới trước dẫn đường thấp giọng nói lai lịch người kia rất lớn ngươi không thể làm càn hiểu chưa Tần Mục theo sát lão, cười nói, liên quan đến tính mạng của ta và tương lai của nhạn đại nhân, đương nhiên ta sẽ không làm càn. Nhạn đại nhân khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi biết là tốt rồi, cháu ta cũng ở Thái học viện, nhập học sớm hơn ngươi hai năm, nếu ngươi chữa khỏi cho người kia, ta có thể để cho cháu ta chiếu cố ngươi một chút. Cháu ta cũng là tài học hơn người, nhập học ở cảnh giới ngũ diệu, sắc mặt Tần Mục quái lạ, không biết trong những tên sĩ tử mà ta đánh ngày hôm qua, có cháu của lão hay không. Nơi này là nội viện trong hoàng cung, vị trí thật giống như là hậu cung cung điện trùng trùng lớp lớp đình viện sâu hun hút dọc theo đường đi tần mục chỉ có thể nhìn thấy một ít cung nữ và nam giới mặt trắng không dâu lẽ nào là thái giám trong truyền thuyết tần mục thầm nghĩ nhạn đại nhân dẫn hắn đi tới một đại viện sâu trong cung điện chỉ thấy nơi này dù xanh vàng rực rỡ lại có vẻ vắng ngắt ít đi một chút mùi vị khói lửa nhân gian giờ phút này bên trong điện có hai mươi ba mươi người trong đó đa số là cung nữ cùng hoạn quan còn có mấy vị thái y hầu hạ bên ngoài rừng ngọc dường ngọc có rèm che ngăn cách bên trong nằm một người tưởng tượng như một cô gái thần y hẻm hoa đến à một vị thái y quét mắt về phía tần mục cười lạnh nói nhạn đại nhân ngươi cũng hồ đồ rồi lại dám để cái tên xem bệnh cho gái lầu xanh đến xem bệnh cho thái hậu nương nương gan to bằng trời mà nhạn đại nhân lạnh nhạt nói lúc trước tiêu thái y cũng nói như vậy sau đó tiêu thái y chết mất tiêu đúng rồi tân tiểu ca quên nói cho ngươi tiêu thái y và mấy vị thái y này đều là tiên sinh ở thái y thự trong thái y điện của thái học viện tương lai là người dạy y thuật trong người đấy tần mục khom người chào mấy vị thái y này mấy vị thái y đều cười lạnh chắp hai tay sau lưng không thèm đáp lễ khúc thái y cười lạnh nói tuổi còn đái dầm như thế mà đã đi ra giả danh lừa bịp Người vẫn chưa học đủ thủ pháp luyện đan đấy chứ tần mục lộ ra nụ cười như ánh mặt trời tựa như một chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời mấy vị lão sư lúc trước tiểu thái y cũng nói như vậy sau đó hắn chết rồi sắc mặt mấy vị thái y tái xanh Tần Mục tiến lên, đi tới giường Ngọc, ngồi lên ghế Ngọc, nói, Thái Hậu, phía trong màn có một bàn tay duỗi ra, đặt ở một bên giường, Tần Mục bắt mạch, sau một lát, quay đầu lại nói, mấy vị có ngân châm không? Một vị Thái Y già tiến lên, đưa ngân châm của mình cho hắn, Tần Mục cầm ngân châm, đâm nhẹ vào đầu ngón tay của Thái Hậu, nhạn đại nhân tầng hắng một cái, nói nhỏ, tội chết, nhạn đại nhân, chúng ta cùng gánh, Tần Mục bán ra nguyên khí, đưa giọt máu này lên giữa không trung, ngưng mắt nhìn, mở hắn quát khẽ một tiếng, mở ra thần tiêu thiên nhãn nhìn vào bên trong giọt máu, đồng thời năm ngón tay chúng lại rồi đột nhiên mở rộng ra ngoài, lập tức giọt máu kia phồng lên, biến thành một quả cầu lớn màu đỏ tươi. Tần mục trần chờ một chút, lại quát khẽ một tiếng, mở, vô số trận văn xoay tròn trong tròng mắt hắn, hình thành tầng thứ hai thanh tiêu thiên nhãn. Tần mục chỉ cảm thấy nguyên khí có chút không đủ, khó mà tiếp tục, quay đầu lại nói, nhạn đại nhân, có thể cho ta mượn dùng tu vi nguyên khí của ngươi một chút hay không? Nhạn đại nhân tiến lên, nguyên khí tràn vào trong cơ thể hắn, thấp giọng nói, tiểu thần y, người có chắc chắn hay không đấy? Thân thể tần mục chấn động mạnh, đưa nguyên khí của lão tràn vào hai mắt của mình, ong ong ong, tầng tầng thần nhãn mở ra, để hắn nhìn giọt máu này rõ rõ ràng ràng, tất cả những thứ ẩn giấu bên trong đều không thể giấu giếm được con mắt của hắn. Người mù truyền thụ toàn bộ cửu trọng thiên khai nhãn pháp cho hắn, chỉ là hiện nay tu vi tần mục còn yếu, không cách nào mở hết được cửu trọng thiên, chỉ có thể mượn tu vi của nhạn đại nhân để sử dụng mắt tần mục lộ ra thần quang hai về thần quang kia từ trong mắt hắn bắn ra dài đến khoảng một tấc đột nhiên tần mục sốc màn trướng lên thần quang trong mắt tăng vọt chiếu vào thái hậu nương nương trên giường vị thái hậu nương nương kia cũng không thể ngờ rằng hắn vậy mà cả gan làm loạn như vậy lại dám sốc màn trướng lên lập tức con ngươi chiếu về phía hắn ánh mắt tựa như giấm chớp giữa trời quang không giận tự uy tần mục đối mắt cùng nàng thần quang trong mắt tản đi ta đã nhìn ra chứng bệnh của thái hậu thái hậu bị trúng độc tuy thái hậu nương nương nằm trên giường bệnh dung nhan đã già thế nhưng vẫn có thể thấy được tư thái mẫu nghi thiên hạ lúc trước là một người hiếm thấy nhắm mắt lại nói thân thể ai ra càng ngày càng yếu thái y của thái y thự có người nói là bị bệnh có người nói là trúng độc không có kết luận rõ ràng sao ngươi lại xác định là ai ra trúng độc loại độc trong cơ thể nương nương gọi là thiên cơ độc tần mục nói loại độc chất này là kỳ độc được luyện từ ngàn loại độc vật đan xen vòng vòng vào nhau như dây xích sau khi luyện thành độc tính của thiên cơ độc thiên biến vạn hóa hầu như không có thuốc nào chữa được bất luận một loại thuốc giải nào đều sẽ làm cho độc tính xảy ra một loại biến hóa khác khiến thuốc giải vô dụng số lần điều trị càng nhiều độc tính càng ăn sâu dằn vặt càng tàn nhẫn nương nương chúng độc đã lâu may mắn là tu vi của nương nương thâm hậu hơn nữa có vài thái y không có chữa bệnh cho nương nương mà là dùng linh đan rượu rồi kéo dài tính mạng cho nương nương bằng không hậu quả khó mà lường được tinh thần mấy vị thái y của thái y thự đều chấn động mạnh lướt mắt nhìn nhau im lặng không lên tiếng thái hậu nương nương thờ hồng học nói mấy vị thái y có loại chất độc này sao sư thái y không người nói bẩm thái hậu có loại chất độc này nghe nói loại độc này là do ngọc diện độc vương luyện chỉ là chưa ai từng thấy bởi vậy thái hậu nương nương than thở các người thật không thể giải sao trên mặt mấy vị thái y mang theo vẻ xấu hổ cúi đầu không nói thái hậu nương nương thờ một hơi ánh mắt rơi lên người tần mục tiểu thần y người thì sao thần có cách giải tần mục mỉm cười nói tuy nhiên thần cần phải biết từ khi thái hậu nương nương chúng độc tới nay đã dùng qua loại thuốc nào phương thuốc gì mau chóng cho ta biết còn có ta cần một nghìn lẻ hai mươi ba cung nữ chuẩn bị tốt bút mực và một nghìn lẻ hai mươi ba tấm bảng thái hậu nương ừ. nương phất phất tay hữu khí vô lực nói các người làm nhanh đi qua không lâu giấy và bút mực đã chuẩn bị xong mà mỗi cung điện ở hậu cung đều đang bận rộn đến bận bịu đi triệu cung nữ của các cung các viện đến Thái y thử cũng đang sắp xếp lại những loại thuốc mà Thái hậu nương nương đã dùng trong những năm bị bệnh này. Tần mục cầm bút, viết lên từng tấm từng tấm bảng tin của từng loại từng loại độc vật cùng với con số, bận đủ đến nửa đêm, lúc này mới viết xong, mà bên ngoài điện đèn đúc sáng cho ăn, hơn một ngàn cung nữ đứng đó, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tần mục sai người phát tấm bảng xuống, mỗi cung nữ cầm một cái bảng có ghi tên độc vật, tần mục bảo các nàng theo thứ tự xếp thành một trận thế kỳ lạ, trận thế này rất là phức tạp, do nhiều đồ án tạo thành đồ án thứ nhất chỉ có một cái cung nữ nâng bảng đứng thẳng tranh vẽ thứ hai là hai cung nữ tranh vẽ thứ ba là bốn cung nữ tiếp theo là đồ án do tám cung nữ tạo thành tiếp nữa là 16, 32, 64, 128, 256, 512 người sau khi cung nữ sắp xếp xong tần mục quan sát phương thuốc mà những năm qua thái hậu nương nương đã sử dụng bắt đầu xem từ toa thuốc đầu tiên sau khi xem xong thì lập tức kêu to từng con số bảo cung nữ sau khi nghe được con số thì đổi chỗ lập tức trận thế do cả ngàn người tạo thành thay đổi sau đó tần mục quan sát phương thuốc thứ hai tiếp tục hô lên từng con số hét bảo cung nữ mang số đó đổi vị trí đổi sau đó biến hóa trận hình tần mục nhìn qua từng phương thuốc trận hình cũng biến đổi rồi lại biến đổi vị trí của cung nữ cũng đổi qua đổi lại mấy vị thái y kia lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi một vị thái y tóc trắng xóa run rẩy nói không nghĩ tới khi sống còn có thể nhìn thấy loại thủ đoạn này thực sự là chết cũng nhắm mắt ba vị thái y khác liên tục gật đầu than thở chúng ta vốn là còn có chút khinh thường hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà nhận ra thiên cơ độc, còn có thể sử dụng loại phương thức kỳ diệu này tính toán ra thiên cơ độc biến hóa đến một bước nào. Mấy vị thái y liên tục cảm khái, vị trí mà tần mục để hơn ngàn cung nữ cầm tấm bảng trong tay đứng đó chính là bố trí thành kết cấu chất độc của thiên cơ độc sau khi các loại độc tố kiềm chế lẫn nhau, sau đó căn cứ vào ảnh hưởng của dược tính trong các loại thuốc mà thái hậu nương nương đã uống gây ra cho kết cấu tạo thành của thiên cơ độc để thay đổi vị trí đứng của những cung nữ này hơn ngàn cung nữ tạo thành một bàn tính có cấu tạo kỳ lạ và rất phức tạp cung nữ chính là từng hòn tính có thể làm cho hắn tính toán ra hiện nay thiên cơ độc trong cơ thể thái hậu nương nương đã biến hóa đến một bước nào loại thủ đoạn này kỹ thuật như thần khiến mấy vị thái y bội phục không thôi tần mục tính tới hừng đông cuối cùng cũng tính xong toàn bộ phương thuốc mà những cung nữ kia nâng bảng đứng một đêm cũng mệt mỏi không thể tả tần mục nhìn vị trí đứng cuối cùng của những cung nữ này tấm bảng trong tay các nàng cùng với trận thế hình thành cuối cùng của thiên độc tính toán một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại, lại qua một lúc lâu, tần mục mở mắt, cầm bút viết toa thuốc, mấy vị thái y tiến tới góc mặt, cúi đầu nhìn lại, từng người từng người liên tục gật đầu, kích động đến khoa tay mối chân, nhạn đại nhân cũng trụng đầu nhìn lại, nhưng xem không hiểu, thấp giọng nói, mấy vị thái y, phương thuốc này thế nào, vị khúc thái y kia sùng bái nhìn tần mục, thở dài nói, tòa thuốc kỳ mỹ, trắng lệ như một bài ca, tiểu thần y chính là dùng phương pháp thay thế, dùng một loại độc thay cho một chất độc chính bên trong thiên cơ độc, thấy không, chính là một loại kia. Sau khi cái này vừa bị thay thế thì độc tính của 1022 loại độc vật khác tương khắc, độc của nó tự dài, tuyệt vời, thực sự là tuyệt vời. Vị du thái y khắc khen, tiêu thái y bị chết không oan mà, có thể chết ở trước mặt tiểu thần y, chết có ý nghĩa, nhạn đại nhân lắc lắc đầu, thầm nghĩ, học y đều là người điên, cái này có gì mà đẹp đẽ, quan trọng là có hữu hiệu hay không không hiệu quả mà nói thì chức quan của ta và cái đầu của hắn đều không gánh nổi. Mấy vị thái y cuống quyết cầm phương thuốc tần mục viết ra đi bốc thuốc, cũng không lâu lắm, thuốc được đưa tới, mấy vị thái y này đứng đó nhưng không ra tay, mà là dùng vẻ mặt chờ mong muốn xem tần mục chế thuốc, tần mục bán nguyên khí ra, nâng từng vị dược liệu lên, không dùng lò luyện đan mà trực tiếp chế thuốc trên không trung, hắn triển khai ra các loại thủ pháp chế thuốc, thủ pháp chết xuất, không cần dùng nước để luyện mà trực tiếp chết xuất dược lực trong thuốc, dùng nguyên khí sấy khô, dùng hợp, ngón tay nhảy lên tựa như phù văn âm luật khiến vị dư thái y tóc trắng xóa kia nhìn thấy mà lại nóng doanh tròng đời này có thể nhìn thấy loại thủ pháp chế thuốc này một lần là đủ rồi dư thái y cảm khái nói trong đầu tần mục không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên tâm chế thuốc không nghe được lời của bọn họ nếu nghe được thì nhất định thiếu niên sẽ bĩu môi thủ pháp chế thuốc của hắn chỉ là vừa qua ải mà thôi trong mắt dược sư gia gia ở tàn lão thôn hắn chỉ có thể coi là vừa đạt tiêu chuẩn qua không lâu linh dược đã được luyện xong mấy vị thái y nhìn như mê như say khúc thái y nói tiểu thần y vừa nãy ngươi dùng loại thủ pháp này để gạt gợn nước dùng nước chiết xuất dược lực vì sao đột nhiên lại hóa thành lửa tần mục đặt linh đan đã được luyện xong vào chén ngọc trên bàn nói dược liệu kia cần nước lửa hỗ tương vì lẽ đó trước dùng nước sau dùng lửa mới có thể hoàn toàn phân ra dược lực của nó sư thái y biến hóa thủ pháp thao túng nguyên khí giấy thuốc vội vàng nói tiểu thần y xem thủ pháp ta học giống không tần mục đánh giá một phen nói nguyên khí vận hành có chút không trơn tru chỗ kỳ diệu của loại thủ pháp chế thuốc này không phải ở chỗ thủ pháp mà ở chỗ nguyên khí nguyên khí phải quấn 12 vòng mới có thể lô hỏa thuần thanh dư thái y bỗng nhiên tỉnh ngộ tha thiết nói ta chỉ nhớ về bề ngoài còn có lúc ngươi luyện đến vòng thứ năm dùng loại thủ pháp này có chú ý gì hay không mấy vị thái y quay quanh tần mục thảo luận sôi nổi nhạn đại nhân cao chặt mày thấp giọng nói mấy vị các người có thể thảo luận sao còn có thái hậu nương nương ở đây mấy vị thái y tỉnh táo lại Khúc Thái Y vội vàng nói, tiểu thần Y, việc uống thuốc của Thái Hậu quan trọng hơn. Tần Mục nói, còn cần 1023 con tam túc bích nhãn thiểm thử, cóc ba chân mắt xanh, ánh mắt đám người Khúc Thái Y sáng lên, dồn dập vỗ tay cười to, khen, bút pháp của thần, thật sự là bút pháp của thần, lão phu hoàn toàn phục rồi, nhanh, nhanh, đi mua bích nhãn thiểm thừ cung nữ. Thái giám trong điện vội vã đến chợ bán thức ăn mua bích nhãn thiềm thử, bận rộn nửa ngày cũng mua được những con cốc to bằng nắm tay mọc ra ba cái chân tần mục bảo bọn họ thả bích nhãn thiềm thử trong điện để tất cả cung nữ thái giám lui ra rồi dâng linh đan lên thái hậu nương nương nói khi chất độc chính của thiên cơn độc bị chất độc trong linh dược thay thế những độc tính khác sẽ tan ra trong nháy mắt độc tính sẽ trở nên gánh liệt những chất độc này ở trong cơ thể thái hậu kết hợp cùng nguyên khí của thái hậu nên đã có linh tính bích nhãn thiềm thử là động vật ăn chất độc những con cóc sẽ nhân cơ hội ăn hết chất độc trong người thái hậu thái hậu liền có thể khỏi hẳn thái hậu nương nương phất tay nói các ngươi lui ra đi miễn cho độc tính chạm vào các ngươi tần mục cùng mấy vị thái y và nhạn đại nhân lui ra ngoài điện bên trong điện thái hậu nương nương ăn linh dược vào lúc đầu còn chưa cảm giác được tình huống khác thường nhưng sau một khác đột nhiên hiệu quả của thuốc bán ra một loại kỳ độc từ bên trong linh đan tuôn ra trong chớp mắt thay thế chất độc chính trong thiên cơ độc thái hậu nương nương phun ra một ngụm máu ngụm máu này hoàn toàn đen xì nhầm đen những chỗ bị phun đến trên giường ngọc và màn trướng xa theo đó thái hậu nương nương chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể thậm chí trong cả da tóc toàn bộ chất độc phát tác chủ độc bị thay thế một nghìn hai mươi hai loại kỳ độc còn lại kia lập tức bùng phát xông tới xung đột lẫn nhau làm cho rồi gan bà hầu như đứt từng khúc cực kỳ đau đớn ngay khi những kỳ độc này hoàn toàn bùng phát độc tính dung hợp cùng nguyên khí của bà thái hậu nương nương thở hồng hộc khuôn mặt toàn là màu đen da thịt cũng biến thành đen thui sắp thối giữa và chết hiện tại nguyên khí của bà bị một nghìn hai mươi hai loại độc tính xâm chiếm nguyên khí chạy loạn khắp thân thể, mang theo độc tính tới mọi ngóc ngách, làm cho bà mất đi sự khống chế đối với nguyên khí, lập tức liền muốn đột phát thân vong. Đột nhiên, bên trong viên linh đan mà bà uống vào kia lại có một luồng dược lực lao ra, luồng dược lực này vậy mà trong nháy mắt thông suốt các ngóc ngách trong thân thể bà, thậm chí còn tiến sâu vào trong từng tầng từng tầng thần tàng, dược lực hừng hực, đột nhiên bức toàn bộ nguyên khí trong cơ thể bà ra khỏi thân thể, ngay cả nguyên khí bên trong thần tàng cũng bị luồng dược lực này bức ra bên trong điện truyền đến một tiếng nổ vang ầm ầm dù rằng thái hậu nương nương bị độc tàn hại mấy chục năm khiến cho tu vi không bằng lúc trước thế nhưng nguyên khí vẫn cực kỳ hùng hồn nguyên khí thoát khỏi thân thể vậy mà hóa thành hơn một ngàn loại độc vật quay chung quanh trên không trung giường ngọc không ngừng qua lại cái gì bò cạp độc rán độc trùng độc kiến độc rán độc đều là các loại độc vật kết hợp với nguyên khí của bà biến thành cọc 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 bên trong điện truyền ra tiếng cóc kêu từng con từng con tam túc bích nhãn thiểm thử cùng kêu to há mồm ra, từng cái từng cái lưỡi giả vút ra, cuốn lấy từng thứ từng thứ độc vật do nguyên khí và kỳ độc biến thành kia rồi nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, bên trong điện khôi phục lại một mảnh sáng rủa, còn có một con bích nhãn thiềm thư chưa ăn được độc vật, nhảy đến trên giường ngọc nhỏ, hướng về thái hậu nương nương há miệng hút một cái, thái hậu nương nương nhịn không được phải phun ra một con trùng độc chính là trùng độc mà tần mục giấu trong nghênh đan có tác dụng thay thế kỳ độc của chủ độc con bích nhãn thiềm thư này ăn xong trùng độc nhảy nhót ra khỏi giường ngọc thái hậu nương nương chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái thân thể mềm mại vội vã từ trên giường nhỏ đứng dậy chỉ cảm thấy chứng bệnh làm mình khốn đốn mấy chục năm đã bị quét sạch sành xanh trong lòng cực kỳ vui mừng người đến cửa điện mở ra một đám cung nữ thái giám vội vã đi vào nhìn thấy trên giường ngọc và màn trứng đầu đầu cũng có máu độc không khỏi sợ hết hồn hơn nữa khắp nơi trong cung đều là cốc nhảy cũng hơi dọa người tần mục cùng mấy vị thái y kia và nhạn đại nhân cũng liền vội vã đi vào thái hậu nương nương nhìn tần mục một chút cười nói quả thật là thần y các người thả những con bích nhãn thiềm thử này vào hồ thanh ba để nuôi chúng nó có ân với ai ra liền để chúng nó sinh sống trong hồ thanh ba đi các thái giám cùng nữ vội vã vâng dạ nhạn đại nhân vừa mừng vừa sợ vội vàng hướng ra ngoài chạy đi nói lão thần đi bẩm báo bệ hạ tin tức tốt này thái hậu nương nương đi ra ngoài cười nói thần y nơi này có chút ô uế chúng ta ra bên ngoài nói chuyện tần mục nói phải theo bà đi ra ngoài mấy vị thái y vội vàng đời theo Thái hậu nương nương nhìn ánh mặt trời bên ngoài một chút, giơ tay che mắt, cười nói, đã lâu rồi ai ra không đi ra khỏi cung điện này, thiên cơ độc là chất độc mà Ngọc Diện Độc Vương sáng tạo ra phải không? Khúc Thái Y gật đầu, nói, có người nói Ngọc Diện Độc Vương đã mất tích hơn 200 năm trước, người này lòng dạ độc ác, độc giết không biết bao nhiêu cao thủ, đắc tội quá nhiều người, thế nhưng không người nào biết bộ mặt thật của hắn. Có người nói hắn bị đệ tử của hắn là tiểu độc vương ám hại, vạch trần bộ mặt thật của hắn, không còn cách nào đặt chân vì lẽ đó cắt mặt rồi đi thái hậu nương nương gật đầu nói ta cũng từng nghe qua việc này nói đến ta cũng từng gặp vị ngọc diện độc vương kia từng có mấy lần hẹn hò năm đó vẫn từng án mộ hắn mấy vị thái y không dám nói lời nào thái hậu nương nương nhẹ giọng nói ai biết ngọc lang quân nổi tiếng khắp thiên hạ năm đó lại càng là ngọc diện độc vương nổi tiếng xấu xa chứ sau khi chuyện của hắn bị đệ tử vạch trần đã làm tổn thương không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ đấy tiên đế chết đi lúc đó trong lòng ai ra cũng ngưỡng mộ vị ngọc lang quân này đã gặp hắn mấy lần lúc hắn bị truy đuổi đến cùng đường mạt lộ ta đã nói với hắn ta có thể bảo vệ hắn còn có mấy nữ nhân xấu xa cũng muốn bảo vệ hắn hừ, hừ. cuối cùng những từ tiện nhân đó không có tranh lại ai ra nhưng ai ra cũng không có tranh được với các nàng hắn vẫn là đi mất bây giờ nghĩ lại thực sự là tạo hóa trêu người kỳ đầu khiến ta nằm trên giường bệnh mấy chục năm không thể đi ra ngoài lại xuất xứ từ tay tình lang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán mấy vị thái y chỉ cảm thấy khi mình nghe được bí mật này thì đầu trên gáy khó mà giữ được trong lòng âm thầm hối hận mới vừa rồi không rời đi theo nhạn đại nhân trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích ngọc diện độc vương này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc sẽ không phải là dược sư gia gia chứ như vậy thái hậu có biết người hạ độc là ai hay không tần mục hỏi không phải là ngọc lang quân thái hậu nương nương mỉm cười nói như vậy tự nhiên là tiểu độc vương phụ nguyên thanh nghe nói phụ nguyên thanh nương nhờ vào quốc sư hắn hạ độc với ai ra đương nhiên là theo ý của quốc sư quốc sư muốn ai ra chết đã suy nghĩ rất lâu rồi Nói chung là do ai ra không vừa mắt một số cách làm của hắn, hắn muốn ai ra chết, miễn cho lại ngăn cản con đường của hắn. Sắc mặt mấy vị thái y vàng như đất, đột nhiên phù phù quỳ xuống đất, không dám đứng dậy. Thái hậu nương nương cười nói, quốc sư dám hạ độc với bổn cung, hắn còn không sợ, các người sợ cái gì? Đứng lên nói chuyện, đám người khúc thái y run rẩy đứng dậy, cầm như hến, không dám nói lời nào. Thái hậu nương nương nhìn tần mục một chút, đột nhiên hỏi, sư phụ ngươi là Ngọc Lang Quân hà? Hắn thế nào? ngọc lang quân trong miệng bà ta chắc là dược sư gia gia cách giải thiên cơ độc cũng là dược sư gia gia nói cho ta hiểu thiên cơ độc rõ ràng như vậy chỉ có thể là người sáng tạo ra nó tần mục nghĩ tới đây hạ thấp người nói bẩm thái hậu ông ấy rất tốt thái hậu nương nương thở phào một cái nhẹ giọng nói là hắn để ngươi tới cứu ta sao trong lòng hắn vẫn có ta tần mục hấp hái mắt cảm thấy bà có chút suy nghĩ nhiều cũng không tiện nói rõ ràng thái hậu nương nương bệnh lâu mới khỏi cũng có chút mệt mỏi khoát tay nói các ngươi mệt mỏi một đêm, về nghỉ ngơi sớm một chút đi thôi. Tần Mục vâng dạ, mấy vị thái y cũng như chút được gánh nặng, cùng Tần Mục rời đi. Chưa đi được bao xa thì nghe tiếng quát tránh ra, tránh ra truyền đến, khúc thái y vội vàng kéo Tần Mục nép vào lề, sau đó liền thấy Duyên Phong đế đang bước nhanh tới, thị vệ chạy theo ở phía sau, còn có cung nữ khiêng lọng che cũng đang nhanh chân bước theo sau. Ngoài hoàng đế, còn có mấy nam nam nữ nữ quần áo hào hoa phú quý, hẳn là mấy nhân vật như hoàng hậu hoặc là hoàng tử, công chúa. Chăn bò, bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube gì các phim. Đột nhiên trong đám người truyền tới một âm thanh trong trẻo vừa mừng vừa sợ, có chiếc quen tai, tần mục ngẩng đầu nhìn lại. Trong đám người có một thiếu nữ, dáng dấp xinh đẹp động lòng người, đứa trẻ chăn bò, quả nhiên là ngươi. Cô gái kia vui vẻ nói, sao ngươi lại chạy đến nơi này rồi, tần mục hơi run run, thiếu nữ này có chút quen mắt, thế nhưng trong lúc cấp bách lại không nhận ra, cô gái kia bị đám người mang theo tiến về phía trước, vừa đi vừa phất tay, chăn bò ngươi ở nơi nào ta đi tìm ngươi thái học viện tần mục phất phất tay với nàng đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ đúng rồi nàng là linh dục tố sao nàng có chức khác trước kia năm đó linh dục tố cao bằng hắn mà hiện tại thì lại cao hơn tần mục một hai phân hơn nữa đã biến thành một thiếu nữ trổ mã quyến rũ mê người vừa nãy ở trong đám người vẫy tay với hắn hắn hầu như không nhận ra cũng may khuôn mặt vẫn còn mùm mỉm không thay đổi tần mục vui vẻ nói đám người khúc thái y nhìn hắn tỏ rõ vẻ quái dị, dù thái y cao tuổi, dù sao cũng là người hiền lành, mềm lòng nhắc nhở hắn, nói, tiểu thần y, ngươi nói một cô gái như vậy, đặc biệt là công chúa, sẽ bị mất đầu đấy, tần mục buồn bực, tại sao, đại khư chúng ta khi khen một cô gái xinh đẹp, đều là cường tráng, có thể sinh con, tuy công chúa dục tú không tính là cường tráng, nhưng được cái hơi mập, ta cảm thấy nàng hẳn là có thể sinh con, lời này cũng có thể dùng để khen một cô gái sao, mấy vị lão thái y ngầm hiểu, đều là một vẻ mặt tên nhóc này đã hết thuốc chữa sớm muộn cũng sẽ bị gậy đánh chết tươi một thái y nói tiểu thần y chúng ta về thái học viện một đêm vất vả này thực sự là giày vò mấy khúc xương già chúng ta quá chừng sau khi ra khỏi cung thì tần mục chia tay mấy vị thái y trở lại hẻm hoa ăn sáng ở thính vũ các tạm biệt phó khánh duẫn và mấy cô gái rồi mang hành lý và hồ linh nhi trở về thái học viện sĩ tử cư trong thái học viện tần mục đi về phía chỗ ở của mình hồ linh nhi bên trong bọc hành lý sau lưng thò đầu ra hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây tần mục từ xa nhìn lại chỉ thấy trước nơi ở của mình ngồi mấy hàng sĩ tử những sĩ tử này ngồi nghiêm trình bên người từng người dựng thẳng một cái hộp kiếm tay trái bọn họ đặt lên trên hộp kiếm sắc mặt nghiêm nghị một người cầm đầu hướng vào sân lạnh lùng nói Vút bỏ dân ngươi dậy rồi chứ chẳng lẽ là sợ chúng ta nếu sợ vậy thì lăn ra đây lau sạch mấy chữ trên tường kia đi một vị sĩ tử khác cười lạnh nói chúng ta chính là có kiên nhẫn ngươi có giỏi thì núp trong phòng cả đời đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trốn bao lâu ngày hôm qua không phải ngươi rất hung hăng sao ngươi vậy mà lại vạch trần chuyện ám toán chúng ta ngày hôm qua ầm ĩ đến mức tất cả mọi người trong thái học viện đều biết rõ khiến chúng ta mất hết mặt mũi sao giờ lại trốn trong đó không ra chẳng lẽ muốn làm con rùa đen rút đầu sở dĩ chúng ta giữ lại chữ của ngươi chính là muốn nhục nhãn ngươi để ngươi biết xấu để thái học viện trên dưới đều biết ngươi chẳng qua là vứt bỏ dân tử nơi man hoang đến chúng ta mới là chính thống tần mục đi lên phía trước ngang qua mặt đám người, trong lòng buồn bực, ta nói ra chuyện này lúc nào hả, ánh mắt mấy tên sĩ tử đờ đẫn, ngơ ngác nhìn hắn ở trước mặt mọi người đẩy cửa đi vào, bọn họ vốn tưởng rằng tần mục trốn trong phòng không dám ra đây, không nghĩ rằng tần mục lại từ bên ngoài trở về, để bọn họ không công kêu la nửa ngày ở đây, tần mục đi tới nhà chính, thả cái túi sau lưng xuống, nói, Linh Nhi, người dọn dẹp căn phòng một chút, sắp xếp chăn đệm, ta ra ngoài một chuyến, Hồ Linh Nhi vâng dạ, nói, công tử ra ngoài làm gì, tần mục cũng không quay đầu lại nói những người này quá ồn ào không đánh một trận ta khó có thể ngủ hồ linh nhi đành phải điều khiển gió thu dọn căn phòng đúng vào lúc này đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm hồ linh nhi vội vàng xuyên qua cửa sổ nhìn ra chỉ thấy một vị sĩ tử phóng lên trời sau đó đầu dưới chân trên ngã xuống tiếp theo ngoài phòng truyền đến tiếng của tần mục tiếng sấm nổ vang phảng phất tiếng sét đồn ngồn nổ giữa trời quang hồ linh nhi nghe được tiếng rít hẳn là âm thanh hình thành khi thân thể xé tan không khí tuy nhiên lại không nhìn thấy người bay lên không trung, chỉ có thể nghe được âm thanh vật nặng va chạm từ xa truyền đến. Tiếp theo, tiếng tần mục lần thứ hai truyền đến, tiếng nước dâng trào, sóng lớn đánh vỡ bờ, trong tiếng nước chảy cuồn cuộn truyền đến một tiếng hét thảm, sau đó bình tĩnh lại, chỉ có âm thanh của tần mục truyền đến. Tiếp theo, Hồ Linh Nhi nhanh chóng dọn dẹp gian phòng, sửa sang chăn đệm, bày sẵn giường chiếu, sau đó lấy mấy thứ trong túi sau lưng ra, thầm nghĩ, nếu ta dọn dẹp nhanh thì còn có thể ra ngoài xem náo nhiệt tiếng va chạm bên ngoài truyền đến kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết cũng không dứt bên tai đến khi nàng thu dọn xong hứng thú bừng bừng lao ra ngoài thì đã thấy tần mục bước vào có vẻ hơi mệt mỏi công tử xong rồi sao hồ linh nhi có chút thất vọng tần mục gật đầu ngáp một cái nói ta mệt rồi đi ngủ một lát ngươi không nên chạy loạn hồ linh nhi gật đầu ló đầu ra ngoài không khỏi sợ hết hồn chỉ thấy trên đường sĩ tử cư này đâu đâu cũng có giải rác sĩ tử có người nằm chồng vó lên trời có người treo trên tường sát vách có người đầu dưới chân trên bị treo trên cây còn có người bị mắc kẹt vào bên trong vách tường phía xa có người té xuống mương nước ven đường còn có người bị trồng vào trong đất chỉ còn dư lại hai cái chân ở bên ngoài thỉnh thoảng co giật một cái hồ linh nhi le lưỡi chạy tới tìm kiếm lục lọi trên người những sĩ tử này gỡ sạch ngọc bội linh đan phòng ngọc châm cải tóc trên người những sĩ tử này xuống sau đó chuyển vào trong phòng linh nhi ngươi làm gì đó trong phòng truyền đến âm thanh buồn ngủ của tần mục Hồ Linh Nhi lẽ thẳng khí hùng nói, Ma Viên nói, thắng, đoạt, quy củ, tiếng ngáy của tần mục truyền ra, hẳn là không nghe thấy, Hồ Linh Nhi lại chạy ra ngoài, mang hộp kiếm của những sĩ tử kia đi, một tên sĩ tử trong đó tỉnh lại, nhấc đôi tay mệt mỏi giữ chặt hộp kiếm của mình, Hồ Linh Nhi phun ra một luồng gió xoáy, cuốn lên một cái hộp kiếm ném vào đầu tên sĩ tử này, sĩ tử kia bị nện đến máu me đầy mặt, nhưng lại không hôn mê, Hồ Linh Nhi lại đập mấy lần, sĩ tử kia cuối cùng cũng ngất đi, Hồ Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm cuốn lấy hộp kiếm đưa vào trong sân con mắt sĩ tử kia lén lút hé ra thấy con cáo đi xa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ô lại tỉnh rồi hồ linh nhi thoáng thấy hắn hé mắt kinh hô một tiếng sau đó sĩ tử kia liền thấy một lùi lốc xoáy cuốn một tảng đá giống như ngọn núi nhỏ lên chuẩn bị ném về phía hắn vội vã ngất đi lần này là thật sự bị dọa hôn mê hồ linh nhi thả tảng đá xuống nhảy nhót một đường cướp sạch càng chạy càng xa lúc này một tên sĩ tử ở xa tỉnh lại nhìn thấy con hồ ly này đang cướp đoạt bảo vật trên người đám sĩ tử vội vã dễ dụ bỏ ra ngoài bị hồ linh nhi phát hiện kéo hắn vào sĩ tử cư sĩ tử kia một đường hét thảm sau đó không một tiếng động lại là bị hồ ly gõ hôn mê phủ quốc sư duyên khang phủ quốc sư này khí thế trắng lệ thế nhưng chỗ tu luyện của quốc sư duyên khang lại rất đơn giản chỉ có một đại điện trống rỗng không có bất kỳ đồ vật nào khác chỉ là nếu ngẩng đầu nhìn lên thì liền có thể nhìn thấy một màn cực kỳ đồ sộ phía trên cung điện vậy mà không có đỉnh chỉ có thể nhìn thấy khung vô số ngôi sao phảng phất trở nên cực thấp có thể với tay chạm vào được đây là tác dụng kỳ diệu của trận pháp ở không trung cách xa mặt đất vạn trượng có một trận pháp trôi nổi ở đó dùng vô số lưu ly trong suốt lát thành mấy vị đệ tử của quốc sư đang ở nơi đó bảo vệ trận pháp trận pháp này trải ra phạm vi ngàn mẫu trên không trung cao vạn trượng thu thập tinh quang chiếu xuyên qua lưu ly thẳng vào khung đỉnh của đại điện quốc sư duyên khang thu thập tinh quang để tu luyện nên tu vi cực cao lúc này hơi thở của quốc sư duyên khang mệt mỏi đang an dưỡng bên trong bên cạnh còn có một người đàn ông mặc áo đen chính đang chỉnh lý đan dược đột nhiên ngoài điện có một con côn trùng màu đỏ bay tới nhào tới bên tai người đàn ông mặc áo đen kia trên mặt người đàn ông mặc áo đen kia mọc ra mấy cục thịt sống như mụn cóc mụn nhọt che kín bộ mặt hình dạng khủng bố hắn liên tục gật đầu tựa hồ đã nghe hiểu lời của con côn trùng màu đỏ rất là quái dị quốc sư sư đệ ta đến người đàn ông mặc áo đen kia chính là tiểu độc vương trong miệng thái hậu tên là phụ nguyên thanh nói hắn ra tay hóa giải thiên cơ độc trên người thái hậu quốc sư duyên khang mở mắt phun ra một miệng máu tanh nồng nặc nghi ngờ nói sao ngươi biết là sư đệ của ngươi đã giải thiên cơ độc trên người thái hậu thiên cơn độc là tác phẩm đắc ý của sư tôn ta trong thiên hạ có thể giải loại độc này chỉ có ta và ông ấy những cục thịt trên mặt phụ nguyên thanh run run không nhanh không chậm nói con côn trùng nhỏ này nói cho ta người đến là một thiếu niên hiển nhiên không phải sư tôn ta như vậy chỉ có thể là đệ tử hắn mới thu nhận ta còn tưởng rằng hắn đã chết rồi không nghĩ tới vẫn còn sống hơn nữa lại dạy ra một tên tiểu sư đệ quốc sư độc trên người thái hậu đã dài có cần lại hạ xuống một loại kỳ độc khác hay không quốc sư duyên khang lắc đầu nói đã không cần phụ nguyên thanh không rõ giữa ta và thái hậu nương nương cũng không có ân oán cá nhân năm đó nàng vì giang sơn của con trai nàng vì lẽ đó phản đối chủ trương cải cách triều chính của ta bệ hạ cũng có chút do dự bởi vậy ta mới để ngươi hạ độc cũng không phải là muốn độc chết nàng chỉ là làm cho nàng không cách nào can thiệp triều chính không có thái hậu can thiệp bệ hạ mới toàn tâm toàn ý cải cách triều đình hiện nay thế lực của ta đã vững chắc trên dưới triều chính có một nửa số người ủng hộ cải cách quốc sư duyên khang nói mà người phản đối ta hiện tại chính đang nhân cơ hội tạo phản làm loạn đại thế của ta đã thành dưới triều hướng phát triển thái hậu nương nương cũng không ngăn cản được ta phụ nguyên thanh cười nói người chú ý đại thế ta lại chú ý ân oán thương thế của người tốt lắm rồi ta ở lại chỗ này cũng không có tác dụng ta muốn ra ngoài đi dạo sư đệ ta đến rồi làm sư huynh hà có thể không đi gặp hắn một lần quốc sư duyên khang nói ngươi phải cẩn thận thái hậu nương nương sẽ không làm gì ta thế nhưng lại có thể giết ngươi phụ nguyên thanh trần chờ một chút những cục thịt trên mặt run rẩy phẫn nộ nói là ngươi bảo ta hạn độc vì sao không giết ngươi ngược lại giết ta ta vô tội biết bao ngươi bán sư tôn của ngươi ngươi quên rồi sao hơn nữa thái hậu và sư tôn của ngươi có chút mập mờ thái hậu thông minh tất nhiên sẽ biết người giải độc là sư đệ ngươi người chắc chắn sẽ đi tìm hắn nàng khẳng định đang chờ người mắc câu để giết người báo thù cho nàng cũng là báo thù cho sự tôn người phụ nguyên thanh đau đầu đành phải bỏ ý niệm này đi đến khi tần mục tỉnh lại thì đã là lúc xế chiều thiếu niên đang muốn đi vào sân múc nước rửa ráy một chút vừa mới đi ra cửa phòng liền thấy trong sân dựng thẳng hơn mười hộp kiếm sắp xếp ngay ngắn ngoại trừ hộp kiếm còn có một chồng ngọc bội châm cài châu báu các loại đồ chơi tần mục buồn bực chỉ nghe ngoài cửa truyền tới một âm thanh cười làm lành nói là hồ tiên tỷ tỷ sao tiểu nhân là đến chuộc đồ cho tiểu thư nhà ta tỷ xem tiếng của hồ linh nhi truyền đến thiếu tiền rồi hộp kiếm còn có châm cài vòng tay của tiểu thư nhà ngươi đều không phải là vật phàm chút đại phong tệ đó là không đủ linh nhi đang làm gì tần mục buồn bực hiện hắn vẫn còn buồn ngủ hơn nữa chưa có rửa mặt không tiện ra ngoài liền múc nước rửa mặt ngoài cửa âm thanh kia cẩn thận từng ly từng tí một cười làm lành nói tiểu thư nhà ta chỉ còn lại túi tiền này thực không thể thêm kính xin hồ tiên tỷ tỷ tạo thuận lợi hộp kiếm này là bội kiếm của học viện trâm cài vòng tay đều là trường bối trong nhà cho tiểu thư cũng được người chờ một lát cửa mở ra tần mục nhìn thấy hồ linh nhi như một làn khói chạy vào sau lưng còn có một túi tiền bay theo con bạch hồ này làm phép một luồng gió xoáy cuốn một hộp kiếm cùng vài món phụ tùng bay lên hứng thú bừng bừng chạy ra bên ngoài giao cho người ngoài cửa kia người kia mang ơn đội nghĩa sau khi nói cảm ơn mới rời đi tần mục rửa ráy sạch sẽ dùng bàn chải gỗ đánh răng, chỉ thấy tiểu bạch hồ lại chạy vào, lúc này mới chú ý tới hắn, vừa mừng vừa sợ, công tử dậy rồi à, công tử, chúng ta có tiền rồi, dứt lời mở cửa phòng phía tây ra, tần mục nhìn lại, trên đất trồng hơn 20 túi tiền, hồ linh nhi mở túi tiền, đại phong tệ từ bên trong chảy ra, giải cùng một chỗ, tần mục nghẹn họng trừng mắt, hồi lâu nói không ra lời, hồ linh nhi dương dương đắc ý, nói, công tử đánh bại những sĩ tử kia, bọn họ không có mặt mũi tự mình đến chuộc đồ không thể làm gì khác hơn là cho người hầu đến đây chuộc lại đồ vật của mình ngược lại để cho chúng ta kiến bộn một hoàn tần mục xúc miệng thở hát một hơi đắc đầu nói linh nhi làm như thế có chút không quá phúc hậu ta đã đánh bọn họ hai lần người lại cướp sạch của bọn họ hơn nữa còn lấy tiền chuộc hơi quá rồi bọn họ đã đưa tiền chuộc thì sau này ta có lý do nào lại đánh bọn họ nữa hồ linh nhi le lưỡi có chút ảo não đã đánh qua một lần lần trước đánh bọn họ công tử không có cướp sạch bọn họ sao vậy không phải là thiệt thòi lớn rồi quy củ của đại khư chúng ta công tử rõ ràng hơn đại khác đấy trước kia người cũng đã nói bằng bản lĩnh đoạt được thì không gọi là đoạt tần mục lắc đầu nói người đoạt đồ còn thu tiền của bọn họ ta sợ ta lấy tiền rồi sẽ nương tay đánh ra cảm tình lần sau cũng khó ra tay thôi được rồi tiền của chúng ta đã tiêu gần hết có số tiền này cũng có thể chống đỡ một quãng thời gian lần sau không được đoạt nữa chờ sau khi tiêu hết tiền lại đoạt tích nước mới có thể dùng lâu hồ linh nhi liên tục gật đầu nói công tử dậy rồi ta đi làm chút gì ăn làm cái gì chúng ta có tiền vào trong thành ăn ngon hơn sơn hảo hải vị can dùng mật phượng tùy ngựa chọn lựa một người một câu hứng thú bừng bừng đi ra ngoài hồ ly mang theo túi tiền trong sĩ tử cư này có rất nhiều sĩ tử sinh sống nhìn thấy tần mục và hồ ly ngang qua thì dồn dập vội vã đóng cửa lại không dám đối mặt với hắn tần mục buồn bực những sĩ tử này nói cả thái học viện đều biết chuyện mình đánh bọn họ mình tuyệt đối không nói ra chuyện này như vậy là ai đã vạch trần chứ sát cạnh sĩ tử cư là hoàng tử uyển người bên trong đều là hoàng tử công chúa và quận chúa của gia đình vương công quốc sư duyên khang đặt ra quy củ con cháu hoàng thất không cần kiểm tra chỉ cần đủ 15 tuổi là có thể tiến vào thái học viện tuy nhiên thân phận hoàng tử cao quý đương nhiên không thể ở chung một chỗ cùng sĩ tử bình thường vì lẽ đó mở ra một khu khác vệ dung đối diện mấy vị hoàng tử cười nói các người biết không sĩ tử cư chúng ta rất náo nhiệt đấy tên tần mục lại đánh cho đám sĩ tử kia một trận đặc biệt thê thảm chuyện này các ngươi cũng không được nói là ta nói ra một vị hoàng tử kinh ngạc nói cái tên đến từ đại khư này lại mạnh mẽ như vậy coi như cũng được vệ dung khoác lác nói bản lĩnh gần bằng ta chỉ có điều chiêu thức kỳ lạ ta cảm thấy là những tên trong sĩ tử cư kia quá vô dụng lại có một vị hoàng tử cười nói mấy tên khốn trong sĩ tử cư luôn luôn cậy tài khinh người bọn họ cho rằng bằng bản lãnh thật sự đánh vào xưa nay có chút xem thường con cháu hoàng gia chúng ta hiện giờ xem như gặp phải khắc tinh tần mục đi ra sĩ tử cư thì thấy một vị thiếu niên cắm đầu đi tới phong trần mệt mỏi cõng theo một bọc hành lý lớn có chiều cao hơn một người bốn bề vung vước bên trong có cắm mấy thanh binh khí tuy hắn phong trần mệt mỏi nhưng rất oai hùng trên người mang theo một luồng khí sát phạt làm cho người ta có một loại cảm giác xâm lược hai người đối mặt tần mục bị cảm giác xâm lược mang theo trên người hắn tập kích thân thể không tự chủ được làm ra tư thế phòng ngự phản công dưới khí thế dẫn sát thiếu niên kia cũng không thể không dừng bước lại tuy thiếu niên này có khí tức sát phạt nhưng cử chỉ lại khách khí khom người chào cười nói là sư đệ mới tới hả tần mục đáp lễ nói vừa nhập học sư huynh từ nơi khác trở về sao nhân lúc nghỉ ngơi theo quân đội biên ải đi tiền tuyến một chuyến thiếu niên kia cười nói ta tên trầm vạn vân sư đệ mới tới nếu có chuyện gì cần thì cứ việc tìm ta tần mục báo ra tên họ của mình hai người lướt qua nhau mỗi người đi về phía trước mãi đến tận khi khí thế dây dưa giữa bọn họ biến mất lúc này mỗi người mới yên lòng nhanh chân rời đi vị sư đệ mới tới này rất mạnh trầm vạn vân quay đầu lại nhìn tần mục đang xuống núi một chút suy tư đại sư huynh trở về rồi trong sĩ tử cư một mảnh vui mừng rất nhiều sĩ tử từ chỗ ở của mình đi ra đón chào trầm vạn vân trầm vạn vân cười nói các vị chúng ta mới chỉ từ biệt hơn một tháng làm sao đến mức nhớ nhung như vậy ồ sao mỗi người các ngươi đều có thương tích trong người của sư tỷ người cũng bị thương à chuyện gì xảy ra trên mặt từng tên sĩ tử trong sĩ tử cư mang theo vẻ xấu hổ vị cù sư tỷ kia tên là cù đình xấu hổ nói đại sư huynh có chỗ không biết gần đây trong học viện có một tên vứt bỏ dân ở đại khư mới đến thực lực rất mạnh lúc kiểm tra nhập học lăng vân đạo nhân bị hắn dùng kiếm gỗ đâm bị thương làm ra náo động lớn trước mặt hoàng đế hoàng đế cho hắn tiến vào thái học viện ta chúng ta vô cùng tức giận liền muốn ép hắn rời khỏi thái học viện nô lệ há có thể học chung với chúng ta trầm vạn vân nói lăng vân đạo nhân rất bất phàm hắn có thể làm lăng vân bị thương nói rõ bản lĩnh kinh người các người đi trêu chọc hắn tự nhiên sẽ bị đánh cảnh giới tương đồng các ngươi làm sao có thể là đối thủ của lăng vân cù đình cãi thân phận chúng ta là cỡ nào ở duyên khang ta vứt bỏ dân chính là nô lệ nô lệ và gia súc là như nhau để chúng ta học chung cùng gia súc chẳng phải là muốn chúng ta trở thành gia súc trong mắt người khác sao sĩ tử thái học tốt xấu gì cũng là quan bát phẩm vứt bỏ dân cũng xứng mặt mũi của thái học viện còn đề đâu hơn nữa sư đệ à chúng ta bị vứt bỏ dân này đánh, không phải chúng ta đánh hắn mà là bị hắn đánh hai lần liên tục. Trầm Vạn Vân vô cùng kinh ngạc, nói, các ngươi đi đánh hắn, hắn đánh lại các ngươi là chuyện đương nhiên, không trách được hắn. Các ngươi thất bại, hắn không tha thứ lại đánh các ngươi lần nữa, vậy thì là hắn không đúng. Sắc mặt mấy vị sĩ tử càng thêm xấu hổ, lúng túng không nói. Trầm Vạn Vân thấy thế, hồ nghi nói, không phải hắn cố ý gây phiền phức cho các ngươi, mà là các ngươi thua không phục, vì lẽ đó lại đi tìm hắn gây chiến kết quả lại bị hắn dạy dỗ một trận có đúng hay không cù đình vội vàng nói hiện tại không phải là ân oán cá nhân mà là mặt mũi của sĩ tử cư chúng ta cái thứ man di nơi hẻo lánh há có thể so sánh với sĩ tử duyên khang chuyện này đã huyên náo đến nỗi khắp núi đều nghe được chính cái tên vứt bỏ dân này lan truyền tin tức ra ngoài khiến chúng ta cởi hổ khó xuống hắn còn cướp đoạt chúng ta cướp sạch tài vật trên người chúng ta còn để chúng ta không thể không đi chuộc lại đồ nhục nhã chúng ta sắc mặt trầm vạn vân chìm xuống tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hắn làm như thế không khỏi quá cản rỡ sao, các ngươi yên tâm, việc này để ta, còn có, các ngươi cũng quá vô dụng mà, lại bị sĩ tử mới vừa vào học đánh cho vô cùng chật vật, vô dụng, mấy vị sĩ tử cúi đầu, cu đình lúng túng nói, nếu như hắn không đánh lén mà nói, chúng ta cũng sẽ không, trầm vạn vân cười gàn, ta vừa mới gặp được một vị sư đệ ở bên ngoài, tên là Tần Mục, người này phi thường tuyệt vời, trên người ta có chứa sát khí mới từ chiến trường trở về, còn chưa đi tới trước mặt hắn liền bị hắn cảm nhận được, khi thế khóa chặt lấy ta, khiến cho ta không thể không làm ra tư thế phòng ngự phản công, dừng lại chào hỏi cùng hắn, thông báo tên họ, hoàng hoãn tiêu tan địch ý, đây mới là trạng thái mà sĩ tử thái học cần phải có. Hắn trầm giọng nói, ta đã từng được bá sơn lão sư dẫn đi rèn luyện, gặp phải môn chủ thiên kỳ môn ở một chỗ hiểm địa, lúc đó bá sơn lão sư và thiên kỳ môn chủ càng lúc càng đến gần nhau, cuối cùng hai người dừng lại, chào hỏi lẫn nhau rồi mới đi ngang qua nhau, lúc đó, ta vẫn không hiểu tại sao lại có cảnh tượng như thế. Nhưng ngay vừa nãy, khi ta gặp gỡ và chạm mặt vị sư đệ tần mục kia, mới biết được bá sơn lão sư và thiêm kỳ môn chủ chạm mặt thì gặp phải cái gì. Trên giang hồ, khi các người nhìn thấy việc chào hỏi, có thể căn bản không như các người nghĩ, mà lại ẩn chứa một trận tranh đấu âm thầm. Các người không đi ra ngoài rèn luyện, chỉ du rú ở đây thì căn bản là không tiếp thu được loại cảm giác đó. Các người không nhìn ra loại tranh đấu kia, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Sắp mặt mấy vị sĩ tử càng thêm xấu hổ, cu đình lúng túng nói, trầm sư đệ, vứt bỏ dân đánh chúng ta kia, chính có tên là Tần Mục, hóa ra là hắn. Trầm Vạn Vân hơi run run, như có điều suy nghĩ nói, chẳng trách, các ngươi thua không oan, hắn đánh bại các ngươi thì cần gì đánh lén hả? Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một âm thanh vui mừng, nói, Thanh Hồng sư tỷ đến rồi, kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.